Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 124. Trên bầu trời xuất hiện 10 người, ngoại trừ Vạn Linh Thánh Mẫu đang trong trạng thái nguyên thần thì những người khác đều ở cảnh giới phi thăng cảnh. Dương Bách Xuyên còn biết, quái vật tuyết tàng nhất định đã đạt tới cảnh giới cao nhất của phi thăng cảnh. Lần này sắc mặt Dương Bách Xuyên trở nên nghiêm túc, ra lệnh cho 100 thiên yêu dẫn dắt các yêu tu cấp cao nhất đi giết quái vật tuyết tàng. 200 thiên yêu còn lại do tứ đại thiên yêu tử hoàng chỉ huy để đối mặt với sự xuất hiện của quái vật tuyết tàng. Nếu quái vật tuyết tàng bị giết, hôm nay thánh địa Vạn Linh sẽ biết mất. Hắn ra lệnh một tiếng, tử hoàng và 200 thiên yêu lập tức lao về phía quái vật tuyết tàng. Dương Bách Xuyên nhảy lên lưng gấu trúc quốc bảo, mục tiêu là nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu, dù là nguyên thần thì hắn cũng không định thả nó đi. Giết! Một người tóc đỏ trong số đệ tử tuyết tàng trầm giọng nói, chắc chắn đây chính là kẻ cầm đầu. Một chữ giết, 8 người còn lại tỏa ra ánh sáng, cơ thể mỗi người bắt đầu chia thành hai nửa. Cứ như vậy, mỗi người biến ra 20 phân thân, 8 người thành 160 phân thân. Dương Bách Xuyên thấy vậy, trong lòng kinh hãi, theo cảm giác của hắn đệ tử tuyết tàng quả thực thuộc dạng quái vật, không thể dùng lẽ thường mà phán đoán được. Phân thân mà bọn họ biến ra cũng có tu vi phi thăng cảnh, không phải thuật phân thân bình thường. Một hai phân thân có cùng cảnh giới tu vi là chuyện bình thường, nhưng có thể tạo ra nhiều khí tức giống nhau như vậy thì hơi đáng sợ. Mặc dù bên cạnh Dương Bách Xuyên có 200 đại yêu, nhưng bên kia đã biến thành 160 người, chênh lệch số lượng đột nhiên được thu hẹp. Hơn nữa lão già tóc đỏ ra lệnh cũng không hề di chuyển, hắn ta đứng bên cạnh nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu. Nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên. Người này cho Dương Bách Xuyên cảm giác hắn ta mới là kẻ nguy hiểm nhất. 160 đệ tử tuyết tàng lập tức xông tới đánh nhau với 200 đại yêu do tử hoàng dẫn đầu. Rầm rầm. Tiếng nổ vang trời khiến bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, khí tức mạnh mẽ nổ ra. Dương Bách Xuyên nhìn hai bên đánh nhau, dường như phân thân của quái vật tuyết tàng cũng không quá mạnh, đối đầu với 200 đại yêu của hắn. Hai bên xem như thực lực ngang nhau. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên đảo mắt lên trên, nhìn thấy người tóc đỏ kia cùng với Vạn Linh Thánh Mẫu đạp khoảng không đi tới, trong mắt lộ ra sát ý, nhìn chằm chằm hắn. Dương Bách Xuyên thấy đối phương bước đi tựa hồ rất chậm rãi nhàn nhã, nhưng mỗi bước đều có cảm giác cách nhau thật xa nhưng chỉ cần bước hai bước đã tới trước mặt hắn. Nghe con, quốc bảo theo ta giết địch, Dương Bách Xuyên không chạy trốn, mà hắn muốn giết chết tên này. Giết chết nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu. Mặc dù hắn biết tu vi của mình đang ở Đại Thừa Trung Kỳ, chênh lệch rất lớn so với đối phương, nhưng hắn có một con át chủ bài trong tay. Nói muốn nghé con và quốc bảo cùng giết địch cũng là có lý do. Dương Bách Xuyên không biết thực lực của nghé con là cảnh giới gì, nhưng những thần thú như nghé con có thiên phú thần thông, không thể đánh giá bằng lẽ thường, hơn nữa nghé con đã tu luyện ở Vân Môn Tiên Cảnh hơn 100 năm. Cũng đã trưởng thành rồi, tất nhiên sẽ không thua kém. Mà nhược điểm duy nhất của thú vân lôi quốc bảo là không có kinh nghiệm chiến đấu, nó vẫn luôn ở vân môn tiên cảnh không ra ngoài, không có thực lực ngây thơ như một đứa trẻ khiến quốc bảo không thể phát huy sức mạnh chiến đấu thực sự của nó. Bên cạnh Dương Bách Xuyên là một thần thú, một thiên địa dị thú, có thể nói là tổ hợp cực kỳ mạnh mẽ. Lần này hắn không sợ. Gừ gừ. Ngao. Quốc bảo và nghé con gầm lên một tiếng rồi lao tới chỗ lão già tóc đỏ. Ầm. Thú vân lôi quốc bảo phát ra một tia sét đánh thẳng vào lão già tóc đỏ. Nghé con cũng há miệng phun ra một luồng khí bảy màu. Theo cảm giác của Dương Bách Xuyên, luồng khí bảy màu này có chút giống hơi thở của rồng, nhưng mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên khi Dương Bách Xuyên nhìn đến lão già tóc đỏ liền giật mình. Chỉ thấy lão già tóc đỏ đối mặt với sự tấn công của nghé con và quốc bảo, trực tiếp đưa tay ra bắt lấy chúng. Mí mắt Dương Bách Xuyên giật giật khi thấy ông già tóc đỏ vươn hai tay ra trước, định dùng tay không đón đỡ đòn tấn công của quốc bảo và nghé con. Trong mắt Dương Bách Xuyên, hành động này là chứng tỏ đối phương một là bị điên, hai là có niềm tin cực lớn vào thực lực của bản thân. Và hiển nhiên, ông già tóc đỏ kia không có bị điên. Thế nên chắc chắn là do ông ta tin tưởng tuyệt đối rằng thực lực của mình vô cùng khủng bố. Mí mắt hắn không kiềm được mà giật liên hồi. Quả nhiên, lòng bàn tay của ông ta chợt lóe lên ánh sáng vàng chói mắt,
cường thế hóa giải đòn tấn công của quốc bảo và ngé con. Kế tiếp, ông ta lập tức trở tay phản đòn, hai luồng năng lượng khổng lồ tụ về hai lòng bàn tay, hình thành hai khối chân nguyên kết tụ to như cối xay, rồi lần lượt bị ném về phía thú vân lôi quốc bảo và ngé con. Gừ. Gào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thú vân lôi quốc bảo và ngé con giống lên đau đớn, có điều dù bị ông già tóc đỏ đánh đến lùi bước, nhưng cuối cùng chúng vẫn chống đỡ được. Thoáng nghỉ vài giây, chúng lại lao về phía ông già tóc đỏ, chứng tỏ bản thân không phải đèn cạn dầu. Khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, sự cường đại của ông già tóc đỏ đã vượt qua những gì hắn tưởng tượng, thật không ngờ ông ta có thể hóa giải đòn tấn công kết hợp của thú vân lôi quốc bảo và ngé con chỉ trong một chiêu. Có điều Dương Bách Xuyên vẫn thấy rất vui, bởi vì tuy thú vân lôi quốc bảo và ngé con bị đánh lui, nhưng lại không chịu ảnh hưởng gì mấy, chẳng bao lâu đã lại anh dũng xông lên. Mà cũng phải, bất kể là quốc bảo hay ngé con cũng đều là dị thú thiên địa sở hữu thực lực cực mạnh mà, không hề khoa trương khi nói sức chiến đấu của thú vân lôi quốc bảo có thể sánh ngang với một tu sĩ phi thăng cảnh hàng đầu. Về phần ngé con, tuy huyết mạch chỉ mới tiến hóa đúng một lần, nhưng cũng thuộc hàng đế vương trong các thần thú, nổi tiếng với thiên phú cực lớn. Theo suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, chênh lệch lớn nhất giữa hai bên nằm ở kinh nghiệm chiến đấu, chứ nếu xét mỗi thực lực thì chắc chắn quốc bảo và ngé con không hề thua kém ông già tóc đỏ. Và Dương Bách Xuyên tin rằng chỉ cần cho quốc bảo và ngé con chút thời gian, chúng sẽ tìm được điểm cân bằng trong chiến đấu, tự mày mò ra kinh nghiệm cho riêng mình. Đến lúc đó, tất sẽ có năng lực đè đầu ông già tóc đỏ. Thật ra, khả năng chịu đòn và sức tấn công của cả ngé con lẫn quốc bảo đều vô cùng khủng bố, thứ duy nhất còn thiếu hiện tại là kinh nghiệm chiến đấu, thế nên, sau khi phát hiện điểm này, Dương Bách Xuyên vốn định xông lên giúp đỡ, nhưng sau đó lại đổi ý vì cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt để ngé con và thú vân lôi quốc bảo thu thập kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì sớm muộn gì thì chúng cũng phải đối mặt với vấn đề này, hôm nay. Trong đám quái vật tuyết tàng, ông già tóc đỏ hiển nhiên là hạc giữa bầy gà, nhưng chắc chắn không phải kẻ mạnh nhất. Chỉ cần chưa trở thành thiên nhân thì suy cho cùng ông ta vẫn chỉ là một tu chân giả, cực kỳ thích hợp làm đối tượng bồi luyện của ngé con và quốc bảo. Trong mắt hắn lúc này, ngé con và quốc bảo một lần nữa xông về phía ông già tóc đỏ, hai bên lại bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Lúc nào đòn tấn công của ngé con và quốc bảo cũng đều bị ông già tóc đỏ hóa giải và phản đòn. Nhìn chung có vẻ ông ta đang chiếm thế thượng phong. Nhưng cả ngé con lẫn quốc bảo đều đang bộc lộ thiên phú cực cao của riêng mình, bằng chứng là hình như chúng đang dần quen với tiết tấu chiến đấu này. Giống như những gì Dương Bách Xuyên dự đoán, dưới tình thế phải liên tục chém giết, ngé con và quốc bảo đã dần thích ứng, đồng thời bị ông già tóc đỏ ép phải bộc lộ ra tiềm lực của bản thân. Điển hình là ngé con, theo những gì Dương Bách Xuyên quan sát thấy thì có vẻ, sau khi bị ông già tóc đỏ đè đầu đánh tới tấp, cuối cùng nó cũng nhớ tới trống kỳ lân đeo trên cổ. Thùng thùng thùng. Chiếc trống kỳ lân trên cổ ngé con lập tức hóa thành một mặt trống, khi đánh lên mặt trống sẽ tạo ra từng âm thanh vang dội trời xanh như sấm rền, hóa thành từng luồng sóng sức mạnh lao về phía ông già tóc đỏ, chỉ cần sơ sẩy đụng phải thôi là sẽ đau đến độ rên rỉ thành tiếng, mặt mày biến sắc. Về phần thú vân lôi quốc bảo, hình như nó cũng đã rút ra được kinh nghiệm cho riêng mình, đầu tiên, cả người nó sẽ phóng thích ra lôi điện, rồi khéo léo tạo thành một tấm lưới sét lớn, cuối cùng là nhanh tay quăng thẳng về phía ông già tóc đỏ. Sấm sét rền trời ập thẳng lên người ông già tóc đỏ, nổ vang liên hồi. Về phía ông già tóc đỏ, ban đầu ông ta bộc phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, thế mà hiện tại đã dần có dấu hiệu lui về sau. Tuy tạm thời quốc bảo và ngé con vẫn chưa thể hoàn toàn chèn ép được hắn, nhưng cũng đã tìm được cơ hội phản công, hay nói đúng hơn là đã khai thác ra được tiềm lực của chính bản thân trong lúc chiến đấu. Dương Bách Xuyên tin chắc chỉ cần cho đủ thời gian, quốc bảo và ngé con tất sẽ chèn ép ngược lại được ông già tóc đỏ. Hiện hắn không tính nhúng tay vào cuộc chiến giữa ba người đó, vì hắn rất có lòng tin với quốc bảo và ngé con, tin rằng ông già tóc đỏ sẽ không thể giải quyết được hai đứa nó trong một sớm một chiều. Và chỉ cần hai đứa nó không bị giết chết thì dù có vết thương có nặng tới cỡ nào thì Dương Bách Xuyên cũng đều chữa được hết. Với hắn mà nói, nếu có thể dùng chút thương thế đó để đổi lại sự trưởng thành của quốc bảo và ngé con, giúp chúng gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, vậy thì quá hời rồi.
mà theo tình hiện tại thì xem ra Quốc Bảo và Nghé Con đã tiến vào trạng thái chiến đấu nên Dương Bách Xuyên cũng yên tâm hơn nhiều. Hắn không định nhúng tay vào, cứ để hai đứa nó tiếp tục rèn luyện như vậy mới là tốt nhất. Nguyên do là vì hắn biết rất rõ tiềm năng của Nghé Con và Quốc Bảo cao cỡ nào, huống hồ chi sau này chúng còn phải đi xông pha thế giới với hắn, nghĩa là trận quyết chiến ở Thánh Địa Vạn Linh hôm nay thật ra chỉ mới là món khai vị mà thôi. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên chợt hướng tầm mắt mình về phía nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu. Từ đầu đến giờ, mụ phù thủy già này lúc nào cũng bám dính theo sau ông già tóc đỏ, để ông ta bảo vệ mình. Nhưng khi Nghé Con và Thú Vân Lôi Quốc Bảo dần nắm giữ được kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu, sơ hở của ông già tóc đỏ cũng ngày một nhiều, để Dương Bách Xuyên có cơ hội ra tay với Vạn Linh Thánh Mẫu đang núp sau lưng ông ta. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho mụ phù thủy già Vạn Linh Thánh Mẫu này, tuy bà ta chỉ còn lại mỗi nguyên thần, nhưng một khi mụ chưa bị diệt, tức vẫn là một tai họa ngầm. Hắn để ý thấy mỗi lần Quốc Bảo và Nghé Con tấn công ông già tóc đỏ, khiến ông ta trở nên hoảng loạn, thì nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu ở sau lưng sẽ lộ ra. Chính là lúc này, Dương Bách Xuyên hét thầm một câu trong lòng, sau đó bật người, tức tốc biến mất ngay tại chỗ, lao nhanh như bay tới bên Vạn Linh Thánh Mẫu. Vụt! Tên giặc này, mày dám! Ông già tóc đỏ thấy Dương Bách Xuyên tính ra tay với nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu thì tức khắc nổi trận lôi đình. Về phần Dương Bách Xuyên lại chẳng mảy may dao động, thẳng tay tung một đấm về phía nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu. Có điều mụ già này chẳng hề đơn giản xíu nổi, dường như bà ta đã đoán trước được Dương Bách Xuyên sẽ ra tay với mình, thế nên lúc nắm đấm của hắn xé gió lao tới, nguyên thần bỗng tỏa ánh hào quang rực rỡ, sau đó vội vàng bỏ chạy trong hoảng loạn. Vì không còn thân xác bảo vệ, nên dù nguyên thần có là phi thăng cảnh đại viên mãn đi chăng nữa cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Bách Xuyên. Quan trọng nhất nguyên thần là một thứ vô cùng yếu ớt. Vạn Linh Thánh Mẫu biết chỉ cần trúng một chiêu của Dương Bách Xuyên thôi là đủ để bản thân bị thương nặng, nghiêm trọng hơn là sẽ lập tức hồn phi phách tán. Chính vì thế, khi phát hiện Dương Bách Xuyên tính ra tay với mình, Vạn Linh Thánh Mẫu đã không chút do dự mà chạy thoát thân. Về phần ông già tóc đỏ, tuy nhìn thấy Dương Bách Xuyên ra tay với Vạn Linh Thánh Mẫu, nhưng lại bị Thú Vân Lôi và Nghé Con bám giết không tha, nhất thời không xông ra cản hắn lại được, cuối cùng chỉ có thể giận dữ gào thét. Dương Bách Xuyên tung ra một cú đấm cực mạnh, nhưng Vạn Linh Thánh Mẫu đã sớm phát hiện hắn tính xuống tay với mình, dứt khoát quay lưng bỏ chạy, vì vậy mà lần này, hắn đã thất bại. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc, trái lại bật người đuổi theo, còn cười khẩy khiêu khích, để xem mụ già tính trốn đi đâu. Dứt lời, Dương Bách Xuyên lập tức tăng tốc dí Vạn Linh Thánh Mẫu. Hai người một trước một sau, lúc bay lên cao, lúc hạ xuống thấp, rượt đuổi khắp nơi. Điều khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy bực bội là tốc độ của mụ phù thủy già trong trạng thái nguyên thần cực kỳ nhanh, trong lúc nhất thời hắn không thể nào đuổi kịp. Hắn biết cứ vậy hoài thì không ổn, tuy mụ già đã mất đi thân xác, chỉ còn lại mỗi nguyên thần, nhưng dù sao chỗ này cũng là Thánh Địa Vạn Linh, là địa bàn của bà ta, nếu không bắt được bà ta, e là kiểu gì cũng xảy ra sự cố không lường trước được. Không chừng mụ già sẽ liên lạc với bốn đại thánh địa còn lại, hoặc mấy tên địch khác sẽ bất chấp mà xông lên. Trận đại chiến này đã nổ ra được một thời gian và nhìn lướt qua cũng thấy đã có đại yêu dưới trướng hắn ngã xuống. Dù sao đối thủ của họ cũng là một đám lão quái vật chẳng biết đã sống mấy chục nghìn năm, còn toàn thuộc hạng tuyết tàng, kinh nghiệm chiến đấu nhiều vô số kể. Còn đại yêu dưới trướng hắn tuy chiếm ưu thế về mặt số lượng, nhưng trước giờ vẫn luôn sống ở một nơi tách biệt với thế giới như Thái Hoang Tinh Hải. Cộng thêm yêu tộc trời sinh đã không thích động não nghĩ nhiều đường ngang ngõ tắt như con người. Bằng chứng là trong trận chiến giữa, Tử Hoàng và các đại yêu cùng 8 con quái vật tuyết tàng hiện tại, kẻ thù đã biến ra 160 phân thân, thành công lập nên kiếm trận để tấn công nhóm Tử Hoàng. Và với yêu tu mà nói, trận pháp này nọ là sở đoản, chứ sức chiến đấu chủ yếu của họ sẽ được thể hiện qua thiên phú thần thông và bản thể của yêu thú. Thế nên khi đối diện với sự tấn công bằng kiếm trận của các quái vật tuyết tàng con người, một số yêu tu đã không phản ứng kịp, thương vong cũng theo đó xuất hiện. Cuối cùng Vạn Linh Thánh Mẫu cũng hồn phi phách tán, Dương Bách Xuyên lại giảm bớt một kẻ thù. Mụ già này chỉ hận không thể nhanh chóng giết chết Dương Bách Xuyên, kết quả người phải biến mất lại chính là bà ta. Lúc bấy giờ, Dương Bách Xuyên cũng khẽ thở phào, nhưng chưa thể buông lỏng hoàn toàn.
vì cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Ông già tóc đỏ hùng mạnh bị Thủ Vân Lôi Quốc bảo và nghé con quấn lấy, trận chiến kéo dài càng lâu, ông ta càng dễ dàng bị nghé con và Thủ Vân Lôi Quốc bảo kiềm chế. Rõ ràng ban đầu là ở thế hạ phong, thế mà giờ đây hai đứa nó đã dần có xu hướng chiếm thế thượng phong. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ít nhất thì hắn không cần để ý tới bên ông già tóc đỏ nữa. Nghĩ đoạn, hắn xoay người hướng mắt về phía nhóm đại yêu tử hoàng và tám con tuyết tàng. Số lượng phân thân của tám con quái vật tuyết tàng khoảng chừng 160, kiếm trận do chúng tạo thành đã thật sự đẩy tử hoàng và 200 đại yêu vào thế bí, thậm chí là xuất hiện thương vong. Sau khi Dương Bách Xuyên giải quyết sạch sẽ nguyên thần của vạn linh thánh mẫu, lập tức bật người bay tới, lơ lửng bên trên đỉnh đầu của tám con quái vật tuyết tàng. Kế tiếp, hai mắt hắn nhắm lại, vung kiếm. Nhờ có thần hồn hùng hậu hỗ trợ, một kiếm này của Dương Bách Xuyên giống hệt lúc giao đấu với vạn linh thánh mẫu như đúc. Động tác vung kiếm này dựa vào kiếm ý tối thượng, chứ không phải kiếm kỹ tầm thường. Suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, Dương Bách Xuyên lập tức điều động thần hồn hùng hồn tức tốc bao phủ lấy toàn bộ 160 phân thân của quái thai tuyết tàng. Suốt 40 năm tìm hiểu về cổ tiên nhân, xem kiếm đạo ở rừng ngộ đạo, thứ đắt giá nhất mà hắn nhận được đó là sự thông suốt về kiếm đạo. Mà giá trị nghệ thuật quan trọng nhất của loại kiếm đạo này đó là phải vận dụng tới thần hồn, dùng nó để thôi thúc kiếm ý, từ đó phát huy ra uy lực vượt xa kiếm kỹ kiếm đạo. Ví dụ như một kiếm hắn dùng để đối phó với vạn linh thánh mẫu lúc trước, bất kể tốc độ của bà ta có nhanh đến cỡ nào, có khó đoán ra sao, chỉ cần thần hồn của Dương Bách Xuyên nhắm trúng được bà ta, tất sẽ chém chết trong một kiếm. Hiện tại cũng vậy, chẳng qua nhiều mục tiêu hơn mà thôi, nhưng kiếm ý khi vung kiếm sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, cho dù số đối tượng bị chém lên đến 160 tên. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Dương Bách Xuyên bỗng trợn trừng mắt hét lớn, kiếm phá không. Chỉ trong nháy mắt, lấy hắn làm tâm điểm, kiếm đầu long xoay một vòng, tạo ra vừa khít 160 cỗ kiếm khí to bằng chiếc đũa, không nhiều hơn của chẳng ít hơn. Khoảnh khắc hắn bất chợt hạ kiếm, kiếm khí lập tức lao nhanh như chớp về phía 160 phân thân quái vật tuyết tàng bên dưới. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên lơ lửng ở độ cao cách mặt đất 40, 50 mét, còn tử hoàng và 200 đại yêu lại bị vây khốn trong kiếm trận tạo thành từ 160 phân thân do 8 con quái vật tuyết tàng hóa thành bao vây kín kẽ bên trong kiếm trận, cũng như bị chúng tấn công giáo giết. Lúc Dương Bách Xuyên ra tay chém chết nguyên thần của vạn linh thánh mẫu, đã có 3 con đại yêu ngã xuống. Thế nên có nói một kiếm này ẩn chứa cơn thịnh nộ của Dương Bách Xuyên cũng không sai. Thời khắc kiếm được vung lên, Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy xây sầm mặt mày. Hắn biết nguyên nhân là vì chân nguyên và thần hồn trong cơ thể đã bị cạn kiệt quá mức. Đúng là uy lực của loại kiếm ý mà hắn đã lĩnh hội được này cực kỳ mạnh, nhưng nó cũng muốn rất nhiều chân nguyên và thần hồn. Khi dùng kiếm, tuy thần hồn mới là yếu tố chính, nhưng vai trò của chân nguyên cũng rất quan trọng, vì với loại kiếm ý này, phương pháp sử dụng đó là nén chân nguyên đến mức cực đại, sau đó bộc phát ra ngoài. Thế nên đừng thấy sau khi vung kiếm xuất hiện kiếm khí chỉ to bằng chiếc đũa mà lầm, vì có khi sức mạnh tích lũy bên trong vượt ngoài sức tưởng tượng đấy. Bên cạnh đó còn có sức mạnh thần hồn hùng hậu làm chủ đạo, sau khi hai bên dung hòa, uy lực của chiêu này thật sự đã vượt xa thần hồn kiếm kỹ bình thường, hay nói đúng hơn thì Dương Bách Xuyên có cảm giác dấu tích của cổ kiếm tiên mà hắn tìm được ở rừng ngộ đạo hẳn là một dạng sức mạnh pháp tắc. Tuy trước giờ chưa từng tiếp xúc với sức mạnh pháp tắc, nhưng hắn có nghe ông cụ đề cập rằng vượt trên giới hạn của sức mạnh chính là pháp tắc. Và sức mạnh pháp tắc thường là đạo pháp mà chỉ có những tán tiên cấp cao cường đại mới có thể lĩnh hội và sử dụng. Sau khi một kiếm này được tung ra, chân nguyên và thần hồn trong người Dương Bách Xuyên lập tức bị rút sạch, đấy là hắn chỉ mới vung kiếm đúng 2 lần thôi đó. Thế nên hắn mới sinh lòng hoài nghi rằng cổ kiếm tiên mà mình đã lĩnh hội cũng như vừa thi triển thật ra chính là sức mạnh pháp tắc. Một kiếm này thật sự rất khác với kiếm kỹ bình thường, vì nó không phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ thế lặng yên không một tiếng động lao về phía 160 phân thân của quái vật tuyết tàng. Chỉ trong nháy mắt, 160 cỗ kiếm khí to bằng chiếc đũa đâm thẳng vào người 160 con quái vật tuyết tàng. Trông chúng chẳng khác nào một tia chớp, nhanh chuẩn ác. Bùm! Gần như cùng lúc đó, trên người 160 con quái vật tuyết tàng phát ra tiếng nổ ầm trời. A. Từng tiếng rên la thảm thiết tức khắc vang lên. Trong mắt Dương Bách Xuyên, dưới thế công mãnh liệt của kiếm khí,
từng phân thân mạnh mẽ của quái vật tuyết tàng lần lượt phát nổ, cháy thành cho bụi giữa tiếng kêu la thảm thiết của chính chúng. Một con, hai con, ba con, 100 con. Trong nháy mắt, bên dưới chỉ còn lại 8 con quái vật tuyết tàng miệng hộc máu. Phân thân của 8 người bọn nó đã bay màu dưới kiếm của Dương Bách Xuyên, thế nên đương nhiên 8 con còn lại chính là chủ thể, và trên hết, có vẻ chủ thể cũng bị thương không nhẹ. Lúc Tử Hoàng và các đại yêu nhìn thấy cảnh này, lúc đầu thoáng sững sờ, sau đó lại tỏ ra mừng như điên, khi biết đích thân thánh chủ Dương Bách Xuyên đã ra tay, ai nấy đều hoảng sợ vô cùng. Các đại yêu ai cũng biết tu vi của thánh chủ Dương Bách Xuyên mới chỉ là đại thừa trung kỳ, dù cảnh giới có cao hơn một bậc thì cùng lắm cũng mới chỉ tới đại thừa hậu kỳ, đến cả ngưỡng cửa đại viên mãn cũng chưa chạm tới, cách phi thăng cảnh cũng còn một khoảng khá xa, thế mà giờ đây hắn lại có thể giết chết hơn 100 phân thân ở phi thăng cảnh của quái vật tuyết tàng. Đúng là quá khủng bố. Bên cạnh đó, họ cũng hiểu ra tốt nhất đừng đánh giá vị thánh chủ này theo những tiêu chuẩn thông thường, thế là trong lòng các đại yêu càng thêm tôn kính và sợ hãi Dương Bách Xuyên. Nhưng là người dẫn đầu nhóm đại yêu, Tử Hoàng biết hiện tại không phải lúc để họ cảm thán, mà phải bắt lấy cơ hội trước mắt, giải quyết 8 con quái vật tuyết tàng chủ thể đã bị thương nặng mới đúng. Nguyên nhân là lúc này, Tử Hoàng đã tinh mắt phát hiện ra trạng thái của thánh chủ Dương Bách Xuyên đang lơ lửng trên trời không ổn lắm, trông như sắp gục ngã đến nơi, chứng tỏ hắn đã sức cùng lực kiệt rồi. Thế nên sau khi hoàn hồn, Tử Hoàng lập tức hét lớn, giết. Một tiếng cả ngày đích chữ sát gọi ra, tất cả đại yêu đều phản ứng kịp đối với 8 đã muốn thứ nhất sáng chế đích tuyết tàng quái vật phóng ra. Trước đó, toàn bộ đại yêu bị kiếm trận của quái vật tuyết tàng kiềm hãm, tấn công tới tấp gần như không có cơ hội đánh trả, dẫn tới 200 đại yêu thế mà lại hy sinh mất 8 người, đương nhiên trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế mà hiện tại, thánh chủ Dương Bách Xuyên với tu vi thấp hơn họ rất nhiều chỉ cần tung một kiếm là đã có thể tiêu diệt hơn 100 phân thân quái vật tuyết tàng ở phi thăng cảnh. Một đám đại yêu bỗng thấy xấu hổ không chịu nổi, vội vàng tung chiêu phản công. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ ầm trời vang vọng khắp bốn phía, 8 con quái vật tuyết tàng vốn đã bị thương nặng dưới tay Dương Bách Xuyên, giờ lại tức tốc bị vô số đòn tấn công mạnh mẽ của Tử Hoàng và 200 đại yêu bao vây. Bụi đất quanh người họ bị cuốn lên mù mịt, nhất thời không nhìn thấy được gì cả. Tầm vài phút sau, một cơn gió mạnh thổi qua đỉnh núi, quét bay bụi đất, để lộ vị trí nơi 8 con quái vật tuyết tàng từng đứng giờ đã chẳng có lấy một bóng người, chỉ còn sót lại mỗi mấy đống thịt nát. Nói cách khác, 8 con quái vật tuyết tàng đã bị các đại yêu như Tử Hoàng cho phát nổ thành từng mảnh nhỏ. Dương Bách Xuyên đứng trên trời trông thấy cảnh này, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, có điều sau khi cảm xúc lắng xuống, cơ thể vì tiêu hao quá độ mà bỗng không còn kiên trì nổi nữa, lập tức rớt từ độ cao hơn 10 mét xuống đất. Tử Hoàng bật người, bay tới nhanh như điện xẹt, thành công bắt được Dương Bách Xuyên. Thánh chủ! Tử Hoàng sốt ruột gọi một tiếng. Dương Bách Xuyên không ngất xỉu, chỉ là chân nguyên và thần hồn đã cạn kiệt nên mới chống không nổi mà rơi từ trên trời xuống thôi. Lúc nằm trong lòng Tử Hoàng, cảm nhận phần ngực mềm mại và mùi thơm tỏa ra từ cơ thể phụ nữ, trong lòng Dương Bách Xuyên bỗng hơi rung động. Hắn khẽ lắc đầu, nói, ta không sao. Bốn người mau đi giúp quốc bảo và nghé con. Những đại yêu khác thì qua xử lý tu sĩ của Thánh Địa Vạn Linh, mau mau kết thúc trận chiến này thôi. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa khoanh chân ngồi xuống, phất tay gọi con trồn trong không gian của bình càn khôn ra bảo vệ cho mình, lúc này thứ hắn cần nhất là nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Rõ, xin chủ nhân yên tâm, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Tử Hoàng trả lời một cách rõ ràng, rành mạch, rồi vung tay ra lệnh cho các đại yêu giải tán. Hiện Vạn Linh Thánh Mẫu đã chết. 8 con quái vật tuyết tàng cũng bay màu, tất cả kẻ thù mạnh nhất đều đã bị thánh chủ Dương Bách Xuyên dọn dẹp sạch sẽ, nếu những đại yêu như các nàng mà còn không xử lý được đám tàn quân còn sót lại vậy thì quá có lỗi với đại thánh chủ Dương Bách Xuyên rồi. Hiện tại, trên cả thánh địa Vạn Linh chỉ còn mỗi ông già tóc đỏ là người mạnh nhất, nhưng lại xui xẻo bị thú vân lôi quốc bảo và nghé con níu chân. Tử Hoàng, Khổng Tước, Chuột Vương, Thanh Ngưu, 4 đại yêu nhận lệnh, vội chạy tới gia nhập trận chiến. Bắt tay với thú vân lôi quốc bảo và nghé con, tổng tiến công toàn lực với ông lão tóc đỏ, chưa đầy 5 phút sau, ông ta đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Khoảng 10 phút sau, trận chiến ở Thánh Địa Vạn Linh kết thúc. Trong số mấy trăm nghìn đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh, những ai có tu vi từ phân thần cảnh trở lên đều bị thuộc hạ của Dương Bách Xuyên,
cũng là yêu tu giết hết, nhưng cũng có hơn phân nửa chạy trốn thành công. Đương nhiên những đệ tử trốn chạy chót lọt này của Thánh Địa Vạn Linh đều là những người đã nhạy bén nhận ra cục diện trước mặt có gì đó không đúng ngay từ đầu, còn những đệ tử có tu vi từ phân thần cảnh trở xuống, các đại yêu không có hứng giết. Dù là yêu tu nhưng trong số những yêu tu được theo chân Dương Bách Xuyên ra ngoài lần này, tu vi thấp nhất cũng là vương tôn sơ cấp, tương đương với đại thừa sơ kỳ, nên nếu bảo yêu tu đại thừa cảnh đi đuổi giết một đám tiểu tu sĩ từ phân thần cảnh trở xuống thì thật sự không có mặt mũi làm nổi. Cũng vì vậy, trong trận chiến với Thánh Địa Vạn Linh lần này, các đệ tử từ phân thần cảnh trở lên, cho tới đệ tử từ trưởng lão thánh chủ giai gần bị giết, trốn một nửa, nhưng đều là tiểu tu sĩ, căn bản không đáng để lo. Có thể nói, toàn bộ Thánh Địa Vạn Linh xem như đã bị diệt môn. Sự kiện tên họ Dương nào đó tiêu diệt cả một thánh địa đã dọa toàn bộ tu chân giới sợ chết khiếp, cũng thành công giết gà dọa khỉ các thánh địa khác. Lần này, bên hắn chỉ tổn thất tầm 20 đại yêu, nếu so với con số 50.000 tu sĩ bị giết chết của Thánh Địa Vạn Linh thì thật sự không thấm vào đâu. Có điều, với Dương Bách Xuyên mà nói, mỗi một đại yêu trong tay hắn đều là bảo bối quý báu. Tổn thất 20 người thôi cũng đủ khiến tim hắn rỉ máu rồi. Sau khi trận chiến kết thúc, Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi lại sức một lúc, rồi mới ra lệnh cho thuộc hạ cướp đoạt tất cả thiên tài địa bảo ở Thánh Địa Vạn Linh. Nếu đã được xưng là Thánh Địa thì tất nhiên bên trong phải ẩn giấu rất nhiều kho tàng quý báu rồi. Không chỉ thế thôi đâu mà trên mỗi đỉnh núi ở Thánh Địa Vạn Linh còn mọc rất nhiều linh thảo, linh thụ nữa cơ, kết quả là các đại yêu phải vơ vét tận 3 ngày trời mới xong xuôi hết. Sau một cuộc chiến, thu hoạch cực kỳ phong phú. Tên họ Dương nào đó thử tính sơ một lượt, số tài nguyên họ đoạt được lần này đủ để các đệ tử vân môn tiên cảnh tu luyện trong vòng 60 năm đấy. Ngày thứ 3 sau khi chiến thắng, họ vẻ vang trở về dãy núi Vân Lôi ở vân môn tiên cảnh. Và chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, sự tích hắn tiêu diệt cả Thánh Địa Vạn Linh đã lan truyền khắp cả tu chân giới, tiếng tăm của hắn cũng trở nên lẫy lừng. Hôm đó cũng là ngày mà Dương Bách Xuyên chính thức thông báo với toàn tu chân giới rằng một tháng sau, vân môn tiên cảnh sẽ được thành lập, đồng thời phân phát thư mời rộng rãi khắp nơi. Dương Bách Xuyên rêu rao gửi thiệp mời chính là để cả tu chân giới đều biết sự tồn tại của vân môn tiên cảnh, mục đích cuối cùng là để mấy nữ nhân và đệ tử vân môn giải rác ở tu chân giới đều có thể tìm đến. Tóm lại, Dương Bách Xuyên bảo Chuột Vương gửi hết thiệp mời cho các tông môn lớn nhỏ của tu chân giới, đến hay không là một chuyện khác. Hắn phải khiến người của cả tu chân giới đều biết Dương Bách Xuyên hắn đã xây dựng một tiên cảnh không hề thua kém cửu đại thánh địa. Bao gồm bát đại thánh địa còn lại, có thù hay không có thù đều gửi thiệp mời. Những năm này, về cơ bản Chuột Vương đã đào thông đường hầm đến cửu đại thánh địa, để Chuột Vương đặc biệt truyền đạt và siêu tầm tình báo không gì thích hợp hơn. Dương Bách Xuyên cũng không mong chờ thế lực tông môn của cả tu chân giới đều nể mặt, dù sao mục đích của hắn chính là truyền đạt tin tức. Chỉ cần nói cho tu chân giới biết một tháng sau vân môn tiên cảnh của hắn sẽ thành lập là được. Còn cả tu chân giới thì đều khiếp sợ vì chuyện Dương Bách Xuyên tiêu diệt Thánh Địa Vạn Linh. Nhất là sau khi những đệ tử trốn thoát của Thánh Địa Vạn Linh truyền ra tin tức, dưới tay Dương Bách Xuyên có tới 300 đại yêu phi thăng cảnh, 2 vạn yêu tu cấp bậc đại thừa, thì cả tu chân giới chợt xôn xao. Ban đầu có rất nhiều thế lực không tin, sau khi phái người đi điều tra mới phát hiện tất cả đều là sự thật. Thánh Địa Vạn Linh đã bị diệt môn thật rồi. Đến đây, tứ đại thánh địa thần Phù Linh Tông, núi Thiên Kiếm, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang có thù hận với Dương Bách Xuyên hoàn toàn bùng nổ. Hôm nay, thánh chủ của tứ đại thánh địa tụ tập đầy đủ, cùng nhau bàn bạc xem làm sao để đối phó với Dương Bách Xuyên. Nhưng kết quả lại là nhận thua. Dương Bách Xuyên tiêu diệt Thánh Địa Vạn Linh là sự thật, đại yêu Dương Bách Xuyên thu nhận cũng là thật. Đại yêu cấp cao chỉ có nhiều không có ít. Hơn nữa thánh chủ của tứ đại thánh địa từng đích thân đến Thánh Địa Vạn Linh kiểm tra, bọn họ đều là cấp bậc thánh chủ nên tất nhiên có thể phán đoán ra Dương Bách Xuyên đã tiêu diệt Thánh Địa Vạn Linh thế nào khi quan sát chiến trường. Bọn họ rút ra kết luận, bây giờ quả thật không thể trêu chọc Dương Bách Xuyên. Khí tức trong sân nói cho những thánh chủ này biết quái vật tuyết tàng của Thánh Địa Vạn Linh cũng bị tiêu diệt hết rồi. Bọn họ biết rất rõ quái vật tuyết tàng là cấp bậc gì, cho nên tứ đại thánh chủ ai cũng kinh hồn bạt vía. Cho dù tu sĩ phi thăng cảnh và đại thừa cảnh của 4 nhà bọn họ cộng lại cũng không nhiều bằng đại yêu trong tay Dương Bách Xuyên. Mà cho dù 4 nhà bọn họ hợp sức điều động tất cả cao thủ,
điều động quái vật tuyết tàng của các thánh địa cũng không nắm chắc 10 phần sẽ xử lý được Dương Bách Xuyên. Bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, số lượng giữa tu sĩ cấp cao hoàn toàn không cân xứng, số lượng đại yêu trong tay Dương Bách Xuyên nhiều hơn gấp mấy lần số lượng của bọn họ cộng lại, về điểm này đã không chiếm ưu thế rồi. Thứ hai, Dương Bách Xuyên đã chiếm giữ dãy núi Vân Lôi, nơi này là một vùng đất hiểm yếu đối với cả tu chân giới, chỗ sâu của dãy núi Vân Lôi không ai có thể vào trong. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại vào trong rồi, hơn nửa trăm năm sau hắn ra ngoài, trực tiếp tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, tuyên bố Vân Môn tiên cảnh nằm ở sâu trong dãy núi Vân Lôi. Về điểm này đã đủ đứng ở chỗ bất bại. Đến nay, cả tu chân giới chưa có một tu sĩ nào từng tiến vào sâu trong dãy núi Vân Lôi. Nếu khai chiến với Dương Bách Xuyên, chưa nói có thể thắng được Dương Bách Xuyên hay không, chỉ riêng vào dãy núi Vân Lôi, những thánh chủ như bọn họ đã không dám vào rồi. Giả sử không xử lý được Dương Bách Xuyên, để Dương Bách Xuyên tiến vào dãy núi Vân Lôi, vậy bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nếu rất lâu sau Dương Bách Xuyên lại rời núi, thì chắc chắn kết cục của Thánh địa Vạn Linh chính là kết cục của bọn họ. Cho nên cuối cùng Tứ Đại Thánh địa quyết định tạm thời ngừng chiến với Dương Bách Xuyên, ít nhất là chịu thua ở ngoài mặt, quyết định sẽ phái người đến nghi thức mở Vân Môn tiên cảnh để chúc mừng vào một tháng sau, để Dương Bách Xuyên đừng gây phiền phức cho bọn họ. Sau khi Dương Bách Xuyên tiêu diệt Thánh địa Vạn Linh, bọn họ thật sự rất chấn động, không chọc nổi vào hắn. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, Tứ Đại Thánh địa đã âm thầm quyết định phái người đến đảo Tán Tiên. Để có thể trở thành Thánh địa một phương có lịch sử lâu đời, tất nhiên mỗi một Thánh địa đều có tiền bối Tán Tiên ở đảo Tán Tiên làm chỗ dựa. Theo những Thánh địa này, muốn tiêu diệt Dương Bách Xuyên thì chỉ có mời bậc tiền bối ở đảo Tán Tiên rời núi mới có thể hàng phục Dương Bách Xuyên. Trước khi tiền bối ở đảo Tán Tiên rời núi, bọn họ phải ổn định Dương Bách Xuyên trước. Chịu thua với Dương Bách Xuyên để bảo vệ thánh địa của mình thì có sao đâu, cũng tốt hơn bị tiêu diệt nhỉ. Thánh địa Vạn Linh chính là ví dụ sẵn có. Dù sao bây giờ mấy đại thánh địa không chọc nổi vào Dương Bách Xuyên nữa rồi. Nhưng muốn những thánh địa ngồi tít trên cao như bọn họ hoàn toàn chịu thua là điều không thể nào. Bọn họ quá sĩ diện. Nhưng quan trọng là theo bọn họ thấy, các nhà đều có chỗ dựa mạnh mẽ có thể tiêu diệt Dương Bách Xuyên, cho nên cũng không muốn nhẫn nhịn thật. Hơn nữa lúc trước đã kết thù hận với Dương Bách Xuyên rồi, bọn họ không tin sau này Dương Bách Xuyên sẽ bỏ qua cho bọn họ. Cho nên cách tốt nhất là mời tiền bối ở đảo Tán Tiên của các thánh địa rời núi, tiêu diệt Dương Bách Xuyên và Vân Môn tiên cảnh của hắn, như vậy bọn họ mới có thể hết lo lắng. Chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong một tháng này, Dương Bách Xuyên, Thú Vân Lôi Quốc Bảo và Lão Đầu Vân Thiên Tà đã sửa sang lại đại trận lôi đình của dãy núi Vân Lôi, xây dựng một lối đi sinh môn để đệ tử Vân Môn tiên cảnh tự do ra vào. Đương nhiên vùng đất trung tâm vẫn là Thú Vân Lôi Quốc Bảo canh giữ, nơi này mới là phòng tuyến cuối cùng. Theo Lão Đầu nói, có Thú Vân Lôi bảo vệ kết giới lôi đình, thì cho dù là tiên nhân hạ phàm cũng đừng hòng dễ dàng tiến vào Vân Môn tiên cảnh. Hôm nay, Dương Bách Xuyên để Thú Vân Lôi Quốc Bảo mở một lối đi để khách nhân bên ngoài dãy núi Vân Lôi có thể tiến vào Vân Môn tiên cảnh. Sau khi gửi thiệp mời, mặc dù hắn không chắc có bao nhiêu thế lực tông môn sẽ đến, nhưng với danh tiếng của Vân Môn tiên cảnh hiện giờ hoặc nói là danh tiếng của hắn, thì chắc một số tông môn sẽ nể mặt mà đến dự lễ. Đầu tiên, hắn tin Trường Sinh Điện của Đại Sư Huynh sẽ đến, mặc dù Đại Sư Huynh Vân Trường Sinh đã đến tiên giới theo mệnh lệnh của Lão Đầu. Nhưng người tiếp quản Trường Sinh Điện là đại đồ đệ của hắn, cũng là người phe mình. Ngoài ra còn có Hoàng Triều Hiên Viên, Thông Tiên Cung, Thánh Địa Đao Chủng, tam đại thánh địa này không có bất cứ ân oán nào với hắn, thậm chí còn từng giúp hắn, coi như là có quan hệ không tệ. Dương Bách Xuyên tin tam đại thánh địa còn lại này chắc chắn sẽ đến. Lúc đại thiên kiếp lần trước, ba nhà đều từng giúp hắn, hắn còn chưa cảm tạ người ta. Lần này nhân lúc thành lập Vân Môn tiên cảnh, Dương Bách Xuyên cũng muốn cảm tạ tam đại thánh địa thật tốt. Lúc gửi thiệp, Dương Bách Xuyên đã đích thân đưa cho Hoàng Triều Hiên Viên, Thông Tiên Cung, Thánh Địa Đao Chủng, nội dung rất khách sáo. Dương Bách Xuyên vẫn gửi thiệp mời cho tứ đại thánh địa có thủ với hắn, nhưng giọng điệu lại không hề khách sáo, thậm chí còn có uy hiếp bên trong. Nội dung chỉ có một câu, Vân Môn tiên cảnh của tiểu gia thành lập, lúc đó đến giải quyết ân oán giữa chúng ta, nếu như không đến, tự mình cân nhắc.
nếu như đến, thì chuyện sau này dễ nói. Không đến à, ha ha, sau này không dễ nói rồi. Dương Bách Xuyên đoán có vết xe đổ của Thánh Địa Vạn Linh, tứ đại Thánh Địa còn lại không dám không đến. Bởi vì hắn đã biết, thực ra tình hình của mấy đại Thánh Địa của tu chân giới đều gần giống nhau qua ký ức của trưởng lão Hứa Nguyên của Thánh Địa Vạn Linh và lời nói của Vạn Linh Thánh Mẫu. Quả thật thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, Núi Thiên Kiếm, U Linh Chi Đô có thù hận với hắn cũng có tiền bối tán tiên mạnh mẽ ở đảo tán tiên giống Thánh Địa Vạn Linh. Nhưng như vậy thì thế nào, đảo tán tiên có quy tắc của đảo tán tiên ràng buộc, không phải muốn là có thể ra ngoài. Bây giờ chỗ dựa của mấy nhà bọn họ chỉ có tán tiên của đảo tán tiên, nhưng mà tán tiên không dễ dàng ra khỏi đảo tán tiên, cho nên hiện giờ bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đến chúc mừng hắn. Thực ra trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không muốn xảy ra xung đột với bốn nhà còn lại, ít nhất bây giờ hắn không muốn. Bởi vì hắn cũng sợ cuối cùng bốn nhà sẽ kết hợp lại, chém giết với đại yêu của Vân Môn, đến lúc đó sẽ là cục diện hai bên cùng thiệt hại, đây không phải điều hắn muốn. Ít nhất phải cho hắn chút thời gian, hoặc cho đại yêu trong tay hắn chút thời gian, để có nhiều yêu tu trở thành cấp tôn vương hơn, đến lúc đó cho dù khai chiến với tứ đại thánh địa còn lại, Dương Bách Xuyên cũng thấy không hề gì. Vẫn có nguyên nhân quan trọng hơn, chính là bây giờ hắn chỉ muốn dốc hết sức vào việc tìm kiếm mấy nữ nhân và đệ tử Vân Môn đến Sơn Hải giới. Chuyện này đối với hắn quan trọng hơn tất cả, cho nên hắn cũng không muốn xảy ra xung đột kịch liệt với tứ đại thánh địa. Mục đích thành lập Vân Môn tiên cảnh chính là truyền đạt tin tức cho ngoại giới thôi. Một tháng sau đã đến, Dương Bách Xuyên chuẩn bị ổn thỏa, dãy núi Vân Lôi trực tiếp xuất hiện một con đường lớn đến Vân Môn tiên cảnh. Thanh Ngưu dẫn theo một vạn đại yêu, canh giữ bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, đợi một số tông môn của tu chân giới đến chúc mừng. Vân Môn hiện giờ muốn đạo tràng có đạo tràng, muốn hào quang có hào quang, muốn người có người, muốn yêu có yêu, được xưng là tiên cảnh cũng xứng đáng. Đạo tràng của cửu đại thánh địa ở toàn bộ tu chân giới cũng không có một cái nào tọa lạc tại dãy núi Vân Lôi hàng ngàn dặm được bao phủ bởi sấm sét thế này. Ở chỗ sâu thần bí trong Vân Lôi chưa từng có tu sĩ tu chân giới nào đặt chân đến, cho dù có rất nhiều tu sĩ đi vào tìm tòi bí mật nhưng cũng chỉ đến được phía ngoài của dãy núi Vân Lôi chứ không tiến vào vùng trung tâm. Mà Vân Môn hiện giờ của Dương Bách Xuyên lại đang ở trung tâm của dãy núi Vân Lôi. Sau khi tuyên bố đạo tràng, chỉ riêng vùng trung tâm của Vân Lôi đã khiến cho rất nhiều tông môn của tu chân giới sinh lòng hiếu kỳ, có không ít thế lực tông môn muốn đến, cho dù không nhìn đến thế lực của Vân Môn tiên cảnh thì cũng phải đến xem buổi lễ, bởi vì mọi người đều muốn xem vùng đất trung tâm của dãy núi Vân Lôi là tồn tại như thế nào. Có rất nhiều truyền thuyết bí ẩn về dãy núi Vân Lôi mà không tu sĩ nào không tò mò. Lần này, sau khi Dương Bách Xuyên tuyên bố là Vân Môn tiên cảnh tọa lạc tại vùng trung tâm của dãy núi Vân Lôi, toàn bộ tu chân giới đều chấn động. Rất nhiều tu sĩ tông môn biết chuyện này đều cho rằng, năm đó lúc Dương Bách Xuyên vượt qua đại thiên kiếp, hắn chỉ là một tu sĩ đại thừa sơ kỳ, bị Vạn Linh Thánh Mẫu dẫn đầu mấy đại thánh chủ truy sát và tiến vào dãy núi Vân Lôi. 100 năm sau đó, sau khi xuất sơn, cũng nghe nói hắn đã giết chết các trưởng lão đại diện của ngũ đại thánh địa ở bên ngoài dãy núi Vân Lôi và 150 tu sĩ đại thừa đại viên mãn. Chỉ riêng sự việc này đã khiến người ta chấn động rồi, sau đó lại nghe nói Dương Bách Xuyên dẫn theo mấy vạn thuộc hạ cấp bậc đại thừa, cấp bậc phi thăng cảnh, cấp bậc đại yêu để tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, hoàn toàn làm chấn động tu chân giới. Khiến vô số người bàng hoàng. Lần này, bất luận là vì Vân Môn tiên cảnh cường đại nên không muốn đắc tội hay là nể tình, cũng có thể nói là vì muốn nhìn thấy chỗ sâu thần bí trong dãy núi Vân Lôi, rất nhiều tu chân tông môn bất kể là lớn hay nhỏ, mặc kệ là có nhận được thư mời hay không, bọn họ đều vội vã đến dãy núi Vân Lôi. Hôm nay Dương Bách Xuyên cẩm y hoàng bào, đầu đội thiên quan, oai phong lẫm liệt, đang ở đại điện Vân Môn để chờ đón các tông môn khác nhau của tu chân giới tìm tới. Trang phục hôm nay hắn mặc thật ra là được lấy từ trong nhà kho tàng Thanh Ngưu, cũng không biết năm đó lúc nãy gia tộc Thanh Ngưu lấy được bộ trang phục này như thế nào, dù sao cũng bị Dương Bách Xuyên lấy ra, hắn cảm thấy cũng tốt nên mới lấy mặc. Dù sao hôm nay hắn cũng phải tuyên bố với toàn thể tu chân giới là mình sẽ thành lập Vân Môn tiên cảnh, theo một ý nghĩa nào đó thì đây chính là tông môn vượt qua thánh địa. Trên thực tế, sau khi luyện hóa bộ trang phục này, hắn nhận được thông tin phản hồi là một cái tên rất vang dội, đây chính là một bộ chiến bào hoàn chỉnh,
bao gồm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Đó là tử kim thần long giáp, mặc dù tên nó có hai chữ thần long, nhưng thực ra nó không sử dụng thần long làm chiến giáp mà là sử dụng da của một con giao long để luyện chế thành chiến giáp. Người muốn luyện chế chiến giáp chính là vì muốn có danh tiếng vang dội, được xưng là tử kim thần long giáp. Cộng thêm phong lôi thiên quan trên đầu cùng với giày thần long trên chân là một bộ chiến giáp hoàn chỉnh, vượt qua chiến giáp tu chân thông thường, chính là cấp bậc tiên khí. Mặc dù hắn không biết cụ thể nó ở bậc nào, nhưng Dương Bách Xuyên đã thử để Thú Vân Lôi công kích mình và hắn vẫn có thể ung dung đỡ được một kích sấm sét của Thú Vân Lôi. Lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng là phong cách, điểm này khiến Dương Mỗ rất hài lòng. Đeo thêm kiếm đồ long ở sau lưng cũng rất uy nghiêm. Đối với buổi lễ ăn mừng ngày hôm nay, Dương Bách Xuyên cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn một nơi đất trống bằng phẳng, hắn đã sai một nhóm đại yêu xây dựng một đại điện vân môn rộng lớn, nguy nga, xây dựng thêm ba cái quảng trường vân môn có kích thước bằng 10 sân bóng đá, đồng thời còn xây dựng nhiều sảnh phụ khác nhau. Tóm lại, mỗi một bộ phận chức năng của một đại tông môn khổng lồ đều đã được xây dựng. Còn xây dựng thêm điện tổ sư, có tác dụng chuyên được dùng để cho các môn hạ đệ tử lễ bái tổ sư. Làm các nghi thức nhập môn, đương nhiên tổ sư gia chính là tượng của lão già Vân Thiên Tà. Để làm nổi bật sự hùng vĩ và siêu việt của vân môn tiên cảnh, Dương Mỗ đã mang tất cả các loại linh dược, linh thụ trong thánh địa vạn linh đến đây để trồng ở vân môn tiên cảnh. Ngoài ra còn có tác dụng để răn đe, Dương Bách Xuyên cũng không ngại bày binh bố trận nên đã để ngé con canh giữ ở cửa đại điện vân môn, đảm nhiệm vai trò là người trông coi môn hộ. Sử dụng thần thú để canh giữ vân môn tiên cảnh thì chắc chắn là đây nơi duy nhất trong tu chân giới làm điều đó. Tất nhiên chỉ là một phần trong đó. Hắn cũng lấy một nửa đoạn cây ngô đồng từ tay Khổng Tước tới đây, còn tiêu hao ba giọt nước sinh mệnh, trực tiếp trồng một cây ngô đồng cao chót vót ở phía đông của quảng trường vân môn, đồng thời để cho Tiểu Phượng Hoàng Dương San Hồng định cư ở trên đó. Tiểu Phượng Hoàng Dương San Hồng là một chim thần do Dương Bách Xuyên tự mình ấp nở ở Sơn Hải giới năm xưa. Trong quá trình Phượng Hoàng trưởng thành không chỉ cần thiên tài địa bảo và tu luyện, mà còn cần sự nuôi dưỡng của cây ngô đồng. Không có cây ngô đồng nuôi dưỡng, dù Tiểu Phượng Hoàng là một chim thần thì cũng chỉ giống như ngé con và kỳ lân, đều là thần thú nhưng lại trưởng thành rất chậm chép. Mặc dù cây ngô đồng trong tay Khổng Tước là một nửa đoạn cây tàn, nhưng nó thực sự là một loại cây ngô đồng thượng cổ, là món yêu thích nhất của Phượng Hoàng, vì vậy hắn đã xin từ tay Khổng Tước để làm chỗ an cư cho Tiểu Phượng Hoàng. Hy vọng Tiểu Phượng Hoàng có thể lớn lên. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên tạm thời vẫn chưa nói cho Tiểu Phượng Hoàng biết vì nàng còn đang bế quan. Hôm nay hắn đã chuẩn bị tạo cho Tiểu Phượng Hoàng một bất ngờ. Hắn cũng sẵn sàng khoe khoang trước mặt các tông môn khác nhau của tu chân giới. Ngoài ra, còn có một đại chiêu khác để lấp đầy mặt tiền là Mai Tỷ. Trước đây, Mai Tỷ vẫn luôn ở cùng một đám long ngư tại Hồ Long Ngư trong không gian bình càn khôn. Sau đó Mai Tỷ hóa thành Kim Long. Thời gian mấy năm trôi qua, cũng có khá nhiều những long ngư khác biến hóa thành sự hiện diện của rồng. Lần này, vân môn tiên cảnh phải đối mặt với toàn bộ thế lực tu chân giới, hắn muốn Mai Tỷ dẫn đầu tộc ngư long di rời ra ngoài, sau này sẽ ở lại vân môn tiên cảnh. Thứ nhất là có lợi cho việc tu luyện của các nàng, hơn nữa lần này cũng là vì làm nổi bật thế lực và thực lực của vân môn tiên cảnh mới thành lập này. Ở phía tây của quảng trường vân môn là một con sông rất rộng. Lớn hơn nhiều so với Long Ngư, nơi này chính là chỗ mà sau này Mai Tỷ sẽ lãnh đạo Long Tộc ở đây. Sau khi Dương Bách Xuyên thảo luận với Mai Tỷ đương nhiên cảm thấy chuyện này cũng rất tốt, liền nói với Dương Bách Xuyên, không sao, trong gia tộc Long Ngư hiện tại có 12 Long Ngư đã hóa thành chân Long, một vài Long Ngư còn lại chỉ có thể biến hình chứ chưa thể tiến hóa thành chân Long. Dù sao Hồ Long Ngư trong không gian bình càn khôn cũng chỉ là một thế giới nhỏ. Không phải là một thế giới rộng lớn nên quy luật không được hoàn chỉnh, dẫn đến việc tu luyện giác ngộ vẫn có chút ảnh hưởng. Nếu Long tộc có thể di cư ra ngoài và định cư ở vân môn tiên cảnh thì chắc sẽ có thể phát triển và giác ngộ đại đạo tốt hơn, để cho nhiều Long ngư có thể hóa thành chân Long. Mà nàng và 12 Long ngư đã biến hóa thành chân Long, tu vi mấy trăm năm của bọn họ đều do tu luyện trong không gian bình càn khôn nên thực lực cũng chưa thực sự được tăng lên, hoặc có thể là chưa được tìm hiểu đại đạo về truyền thừa huyết thống Long tộc chân chính. Điều này có thể liên quan nhiều đến những hạn chế khi ở trong không gian bình càn khôn, thực lực của Long tộc không nên bị giới hạn vì chuyện này, ta đồng ý. Sau khi có được sự đồng ý của Mai Tỷ,
Dương Bách Xuyên đã đưa Mai Tỷ và 12 chân long cùng toàn bộ gia tộc Long Ngư di rời đến con sông lớn trong Vân Môn Tiên Cảnh. Đương nhiên, hắn đã đặt tên cho nơi này là Long Giang, sau này sẽ là địa bàn của Mai Tỷ. Đồng thời hắn cũng phái một đại yêu đến trợ giúp Mai Tỷ và những chân long này xây dựng một long cung lớn. Long Giang bắt nguồn từ nơi trung tâm của Vân Môn Tiên Cảnh, sau khi chảy xuống nó thâm nhập vào lòng đất và trở thành một dòng sông ngầm, không biết chảy đến đâu, nhưng dựa theo suy đoán của Mai Tỷ, có lẽ là chảy vào biển của tu chân giới. Ở tu chân giới ngoài chính tinh cương lớn thì còn có một vùng biển, hơn nữa còn vô cùng rộng lớn, được gọi là Hoang Hải, ý chỉ lịch sử lâu đời chưa từng có ai đặt chân đến đây, nghe đồn trong Hoang Hải của tu chân giới có đại hải yêu mạnh mẽ, vô cùng nguy hiểm, dù là tu sĩ cường đại cũng không dám xâm nhập vào quá sâu. Dương Bách Xuyên không quan tâm hướng dòng chảy của Long Giang có tiến vào Hoang Hải không, đó là chuyện của Mai Tỷ, nàng ấy là Ngũ Trảo Kim Long Vương, dẫn theo hơn 10 con rồng chân chính và mấy chục long ngư sau này sẽ tiến hóa thành rồng thật, việc đi vòng quanh tứ hải đối với nàng ấy mà nói không phải việc khó. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Dương Bách Xuyên sai Thanh Ngưu dẫn theo 10.000 đại yêu đến núi Vân Lôi đón khách, đồng thời mở đường trực tiếp từ núi Vân Lôi vào Vân Môn Tiên Cảnh. Ban đầu những người đến đều thuộc những tông môn nhỏ, những tông môn đó không được mời nhưng đều là tông môn xung quanh núi Vân Lôi, muốn lấy lòng Vân Môn Tiên Cảnh nên đến trước. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Thanh Ngưu chỉ cần là khác thì dù có là người của tông môn nhỏ cũng không được lơ là, đều phải tiếp đãi theo lễ nghi tiêu chuẩn. Hàng trăm tông môn to nhỏ kéo đến trong vòng một canh giờ, tất cả đều là giáo chủ của tông môn, tu vi cao nhất cũng là đại thừa, còn giáo chủ của tông môn yếu hơn thì là cấp bậc hợp thể. Nhưng bọn họ đều được Thanh Ngưu lịch sự mời vào trong, sắp xếp ở sảnh đại điện Vân Môn, mọi người đều được phục vụ linh trà và linh quả. Đương nhiên những thế lực tông môn nhỏ này cũng không đến tay không, đều mang theo lễ vật đến. Những tông môn nhỏ này do ba đồ đệ Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân và Võ Kiếm phụ trách tiếp đãi. Dương Bách Xuyên đương nhiên không ra mặt, hắn phải đợi tiếp khác cấp bậc thánh chủ của các thánh địa, nếu không sẽ mất mặt, dù sao thì chiều bài mà Vân Môn gửi đi cũng là tiên cảnh. Toàn bộ đại sảnh của Vân Môn đã bị khách đến lấp đầy trong 3 ngày liên tiếp, có hơn 1.000 tông môn lớn nhỏ, nhưng không thấy một người nào của 8 thánh địa lớn. Lúc này Dương Bách Xuyên ngồi ở đại sảnh đại điện Vân Môn, sắc mặt u ám, trong lòng thầm nghĩ 8 thánh địa lớn cũng không nể mặt hắn gì cả. Đáng giận nhất là đại sư huynh ở điện Trường Sinh. Cho dù đại sư huynh Vân Trường Sinh đã phi thăng lên tiên cảnh, đồ đệ của hắn tiếp quản điện Trường Sinh cũng không nên không xuất hiện như vậy chứ. Vốn nghĩ người của điện Trường Sinh sẽ đến đầu tiên, không ngờ lại không hề xuất hiện. Dương Bách Xuyên chửi thề thầm trong lòng, nếu 8 thánh địa lớn không ai xuất hiện, đến cả người của điện Trường Sinh cũng không đến, vậy thì danh tiếng của Vân Môn sẽ bị tổn thất rất lớn. Hắn vốn đang chờ sau khi người của mấy thánh địa lớn đến đông đủ mới ra ngoài nghênh đón, thả mấy đại thú ra để ra uy với các thế lực lớn nhỏ ở tu chân giới, nào ngờ 8 thánh địa lớn không ai xuất hiện, điều này thật đáng xấu hổ. Hơn nữa hắn đã nghe thấy các tông môn bên ngoài nhỏ giọng nghị luận. Nói gì mà mấy thánh địa lớn chắc sẽ không nể mặt Dương Bách Xuyên mà đến đâu vân vân. Trong lòng vô cùng chán nản. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang buồn bực, cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phía chân trời. Thánh chủ điện Trường Sinh đến dự lễ, chúc Vân Môn tiên cảnh hưng thịnh. Dương Bách Xuyên sửng sốt một chút, sau đó thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến rồi. Ngay sau đó, một giọng nói lại vang vọng khắp bầu trời, bảy đại thánh chủ của Thông Tiên Cung. Hoàng Triều Hiên Viên, Thánh Địa Đạo Trùng, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, Núi Thiên Kiếm, U Linh Chi Đô đến dự lễ, chúc Vân Môn tiên cảnh trường tồn. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười, không ngờ 8 thánh địa lớn đều đến, hơn nữa 4 thánh địa có thù hận cũng không thiếu một ai, tất cả đều đến đông đủ, hắn biết điều này có liên quan đến việc hắn tiêu diệt thánh địa Vạn Linh trước đó để giết gà dọa khỉ. 4 thánh địa Thần Phù Linh Tông, Núi Thiên Kiếm, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô cũng không chắc chắn có thể đánh bại hắn nên mới đến cùng nhau, chứng tỏ bọn họ có kiêng kỵ. Từng câu, đến dự lễ, vang lên, chứng minh 4 thánh địa thù địch cũng đã sợ hãi. Giờ phút này các tông môn lớn nhỏ trong sảnh đại điện. Vân Môn cũng đều sững sờ, trong mắt họ, 4 thánh địa có thù hận với Dương Bách Xuyên cũng có thể đến dự lễ đủ để chứng minh 4 thánh địa cũng phải sợ Dương Bách Xuyên, hơn nữa Vân Môn tiên cảnh của Dương Bách Xuyên cũng đã vượt qua các thánh địa này. Điều này khiến các tông môn biết rõ trong lòng,
hôm nay bọn họ đến là đúng rồi. Trong số 9 thánh địa lớn của tu chân giới thì thánh địa Vạn Linh đã bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt, 8 thánh địa còn lại đều đồng loạt đến đây, hơn nữa còn là đến để dự lễ, đồng nghĩa với việc Vân Môn Tiên Cảnh đã được 8 thánh địa lớn thừa nhận. Dương Bách Xuyên cười ha ha bay ra đại điện, mắt sáng như đuốc nhìn ra bên ngoài, lơ lửng trên không trung cười nói, Dương Mỗ vừa mới xuất quan, chư vị chớ trách móc, không thể tiếp đón từ xa. Hắn vừa xuất hiện ở đại điện, các tông môn lớn nhỏ đều đồng loạt đứng lên chào, mà khi nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người đều nói thầm trong lòng, Dương Mỗ, ngươi cũng có giá thật, bế quan cái chó má gì. Nếu 8 thánh địa lớn không đến e là ngươi cũng không xuất hiện đúng không? Lời nói của tên họ Dương nào đó lọt vào tai những người này nghe rất giả chân, nhưng bọn họ cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, bởi vì người ta có tư cách giả chân. Thoáng cái thánh chủ của 8 địa lớn đã từ bên ngoài đi vào. Thấy Dương Bách Xuyên ra ngoài đại điện cũng chỉ đứng lơ lửng trên không nói lời giả chân chứ không đi đến tiếp đón bọn họ, tức thì bọn họ cảm thấy hơi khó chịu. Thánh chủ của 4 thánh địa lớn có thù oán với Dương Bách Xuyên đều không giấu được vẻ mặt khó coi. Tất nhiên 4 người bọn họ đến đây vì muốn giảng hòa với Dương Bách Xuyên, cho nên trước khi đi bọn họ đã tới bái phỏng cung chủ Thông Thiên Cung Diệu Tiên. Mà Diệu Tiên cũng vui vẻ khi thấy giữa 4 thánh địa lớn và Dương Bách Xuyên có thể hòa thuận. Sau đó, Diệu Tiên dẫn đầu dứt khoát đến tìm Trường Sinh Điện thánh địa có quan hệ sâu xa với Dương Bách Xuyên, cùng với các nhà khác đến đây để dễ bề làm người hòa giải giữa 4 thánh địa lớn và Dương Bách Xuyên. Thế nhưng, không ngờ Dương Bách Xuyên lại kiêu ngạo như vậy, bỏ bê 8 thánh chủ bọn họ. Nhưng nghĩ tới chuyện Dương Bách Xuyên đã tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, mọi người đều nhẫn nhịn. Về chuyện Dương Bách Xuyên tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, đến khi mấy thế lực bọn họ biết thì thánh địa Vạn Linh đã bị diệt rồi. Không ai ngờ rằng chỉ trong thời gian trăm năm ngắn ngủi, Dương Bách Xuyên đã trưởng thành đến vậy. Thật sự là sốc tận óc. Ngay cả cung chủ Thông Thiên Cung Diệu Tiên cũng vô cùng chấn động khi biết tin Dương Bách Xuyên diệt thánh địa Vạn Linh, giết Vạn Linh thánh mẫu. Theo lý thì Thông Thiên Cung đứng đầu mấy thánh địa lớn, vốn không muốn các thế lực thánh địa đấu đá nhau. Nhưng Dương Bách Xuyên không phải cấp bậc thánh địa, lại có thù hận sâu sắc với Vạn Linh thánh mẫu của thánh địa Vạn Linh. Hắn im hơi lặng tiếng tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, đến khi Diệu Tiên biết tin thì đã muộn, cũng đành chịu thôi. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên có thể tiêu diệt thánh địa Vạn Linh đã đủ để chứng minh thực lực và thế lực của hắn. Diệu Tiên biết đi tìm Dương Bách Xuyên lý luận là không khôn ngoan, dù sao thánh địa Vạn Linh cũng đã bị tiêu diệt, không thể gây nên sóng gió gì. Lần này Dương Bách Xuyên thành lập Vân Môn Tiên Cảnh, gửi thư mời khắp nơi, Diệu Tiên không từ chối. Hơn nữa, 4 thánh chủ thánh địa có thù oán với Dương Bách Xuyên đã đến tìm nàng ta tỏ ý muốn hòa giải với Dương Bách Xuyên. Trên danh nghĩa Diệu Tiên là lão đại của 9 thánh địa lớn, tất nhiên cũng hy vọng các thánh địa lớn hòa thuận, cho nên nàng ta vui vẻ đồng ý đến đây. Ai dè Dương Bách Xuyên lại ngạo mạnh như vậy, không đi ra đón tiếp 8 thánh chủ bọn họ, tỏ thái độ qua loa, thật là vô lễ. Nhưng Diệu Tiên lại nghĩ dù sao Dương Bách Xuyên tuổi trẻ hiếu thắng, sau khi tiêu diệt thánh địa Vạn Linh thì trong lòng kiêu ngạo, cho nên nàng ta không so đo với hắn nữa. Những người khác cũng bất mãn, nhưng nhẫn nhịn không nổi giận. 8 thánh chủ đã tới trước đại điện Vân Môn, bấy giờ Dương Bách Xuyên mới đáp xuống đất, đi đến trước mặt bọn họ. Đầu tiên hắn nói với Diệu Tiên, bái kiến Diệu Tiên sư tỷ, Hiên Viên sư huynh, thánh chủ Đao Trùng. Cảm ơn 3 vị lần trước đã tặng quà hỗ trợ. Dương Bách Xuyên cung kính hành lễ với 3 người này. Lần trước hắn độ kiếp, 3 người này đều tặng pháp khí và đan dược. Đây là ân huệ, hắn phải ghi nhớ. Còn chuyện hắn không ra ngoài đón tiếp thật ra là có ý đồ. Hắn thành lập Vân Môn Tiên Cảnh là muốn vượt lên trên những thánh địa này, nếu hắn ra ngoài đón tiếp thì chẳng phải là thấp hơn một bậc sao. Tên họ Dương nào đó có dã tâm lớn, rất tích cực trong chuyện này. Hắn cũng nhìn ra các thánh chủ bất mãn, nhưng hắn không quan tâm. Bây giờ hắn cư xử lễ độ với bọn họ cũng chưa muộn. Nơi này là địa bàn của hắn, do hắn quyết định. Chẳng có gì sai cả. Lúc này 3 người Diệu Tiên thấy Dương Bách Xuyên nghiêm túc cảm ơn, rốt cuộc sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn một chút. Dương Bách Xuyên ghi nhớ sự giúp đỡ của bọn họ chứng tỏ hắn biết nhớ ơn. Sau đó 3 người họ đáp lễ, tỏ ý không có chi, hai bên cũng chính thức làm quen. Tiếp theo,
Dương Bách Xuyên nhìn sang thánh chủ mới của Trường Sinh Điện. Người này có ngoại hình trung niên, trông rất chững chạc, là đại đệ tử Tề Đào Thanh của đại sư huynh Vân Trường Sinh. Lúc trước Vân Trường Sinh đã thông báo cho hắn. Dương Bách Xuyên gọi đối phương là đạo huynh, không gọi sư huynh vì vai vế của Tề Đào Thanh thấp hơn, là sư điệt của hắn. Gọi đạo huynh vì đối phương là chủ thánh địa một phương, cách gọi này thích hợp nhất và cũng không thất lễ. Hơn nữa, lúc này Dương Bách Xuyên đã hiểu tại sao Tề Đào Thanh không đến sớm, chắc là nhận được lời kêu gọi của Diệu Tiên nên đi cùng mấy thánh địa lớn đến đây. Thấy Dương Bách Xuyên hành lễ, Tề Đào Thanh cuống quýt né tránh, gượng cười nói, tiểu sư thúc làm vậy, ta sẽ tổn thọ đấy. Ta không đến sớm, mong sư thúc thứ lỗi. Tề Đào Thanh tiếp nhận vị trí của sư phụ Vân Trường Sinh, cũng kế thừa tất cả của sư phụ. Ví dụ như trước khi Vân Trường Sinh phi thăng tiên giới đã có lệnh, Dương Bách Xuyên có bất kỳ việc gì, Trường Sinh Điện giúp đỡ vô điều kiện. Hôm nay vì Diệu Tiên hiệu triệu nên Tề Đào Thanh mới đến muộn, tất nhiên còn có bốn thánh chủ thánh địa có thủ oán với Dương Bách Xuyên đến tìm hắn, muốn nhờ hắn hòa giải. Mà hắn cũng cho rằng bốn thánh địa lớn xóa bỏ thủ oán với Dương Bách Xuyên cũng là chuyện tốt, cho nên hắn vui lòng làm người hòa giải. Dương Bách Xuyên chào hỏi bốn người, ngó lờ bốn thánh chủ của Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang. Điều này làm cho bốn người tức giận, thánh chủ của U Linh Chi Đô lạnh lùng hừ mũi, tên tiểu bối họ Dương kia, ngươi thật sự cho rằng bốn thánh địa chúng ta sợ ngươi nên mới vô lễ như vậy phải không? Bốn chúng ta đến đây tất nhiên là không muốn so đo với tên tiểu bối nhà ngươi, giảm tranh chấp để các đệ tử bớt tạo sát nghiệt mà thôi. Ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi đấy à? Được lắm nhóc con, thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu, ngươi có biết không? Thánh chủ của Thần Phù Linh Tông cũng trầm giọng nói. Hừ, nhãi danh vô tri. Ta thấy hôm nay chúng ta đến đây là một sai lầm. Thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang cũng cất giọng âm u nói. Dương Bách Xuyên ngó lờ bốn người bọn họ, không thèm liếc mắt lấy một cái, lại còn ở trước mặt biết bao nhiêu là người đứng đầu các tông môn ở tu chân giới, đây là cố ý sỉ nhục bọn họ. Đám thánh chủ thường ngày ngạo nghễ này làm sao mà chịu nổi, từ trước đến nay chưa từng có ai dám đối xử với bọn họ như vậy. Cho dù Dương Bách Xuyên ngươi đã tiêu diệt thánh địa Vạn Linh thì sao chứ? Bốn nhà chúng ta là bốn thánh địa lớn, huống chi bốn nhà chúng ta còn có tiền bối tán tiên cấp bậc lão tổ trên đảo tán tiên. Ngươi tưởng mình vô địch chắc? Bốn thánh chủ bị mất mặt, bắt đầu bới móc. Lúc này, Dương Bách Xuyên nheo mắt nói với bốn người, bốn lão già chết tiệt, các ngươi. Cho rằng ta không dám giết các ngươi, hay không giết được các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên phóng ra sát khí. Diệu Tiên vội vàng lên tiếng. Mấy vị đều là người cấp bậc thánh chủ, đừng để mất thể diện trước mặt các đồng đạo tu chân giới. Diệu Tiên còn chưa nói xong đã bị thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn ngắt lời. Hắn ta cười khẩy, ha ha, chúng ta muốn hòa giải nhưng có kẻ không biết trời cao đất rộng không muốn hòa giải. Diệu Tiên sư tỷ, ta thấy hôm nay bốn người chúng ta đến đây là một sai lầm. Đúng thế. Bản tôn thật sự không hiểu nổi một tu sĩ đại thừa nho nhỏ lấy đâu ra lá gan dám uy hiếp bốn thánh chủ chúng ta. Thánh chủ của Thần Phù Linh Tông hừ lạnh. Ha ha ha, đột nhiên Dương Bách Xuyên cười sằng sặc, lá gan à. Hôm nay ta sẽ cho mấy lão già chết tiệt các ngươi nhìn coi một tu sĩ đại thừa nho nhỏ như ta dựa vào cái gì. Nói xong Dương Bách Xuyên gật đầu ra hiệu cho một đại yêu bên cạnh, ý bảo đối phương đi thông báo cho Tiểu Phượng Hoàng đến đây. Một khắc sau, một tiếng hót dài vang vọng trên bầu trời, chiếp. Mọi người ngẩng đầu nhìn, một con chim lớn hừng hực khí thế, toàn thân rực lửa bay từ ngọn núi đằng xa đến. Là, Thần Điểu Phượng Hoàng, Diệu Tiên không nhịn được thốt lên. Ôi chao! Rất nhiều người đều hít sâu, đúng là Thần Điểu Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Sau đó, con Phượng Hoàng khổng lồ này bay về phía đông quảng trường đại điện, đáp xuống một cây đại thụ che trời. Sau khi Thần Điểu Phượng Hoàng đậu trên cây, cây đại thụ che trời lập tức phát ra ánh sáng bảy kéo dài vạn trượng, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, vô cùng thần thánh. Thánh chủ Đao Trùng hét thất thanh, là thần thụ Ngô Đồng chân chính. Tất cả mọi người đều sốc, không ngờ Vân Môn còn có Thần Điểu Phượng Hoàng, là thần thụ chân chính và Thần Điểu Phượng Hoàng. Gừ!
sau đó lại có thêm một tiếng thét dài vang lên. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy một con thần thú được bao phủ trong ánh sáng xuất hiện ở đại điện Vân Môn. Đó là thần thú Kỳ Lân. Growl growl growl. Lại thêm từng tiếng rồng gầm vang vọng nơi chân trời, truyền đến từ phía tây xa xa truyền tới. Mọi người ngoảnh đầu nhìn, trông thấy bầu trời phía tây nhuộm ánh vàng lấp lánh, một con kim long dài trăm trượng bay lên trời. Tiếp đó, từng con chân long đủ màu sắc xuất hiện trên bầu trời, vây quanh kim long, đồng thời phát ra từng tiếng rồng gầm. 13 chân long, long uy bao phủ đất trời, khí tức đè ép mọi người, rồng gầm chấn động nguyên thần, thật sự khiến người ta sợ hãi. Khoảnh khắc ba thần thú trong truyền thuyết xuất hiện, toàn bộ Vân Môn tiên cảnh tỏa sáng vạn trượng, vô cùng an lành. Mà bốn thánh chủ có thù oán với Dương Bách Xuyên đều toát mồ hôi đầy đầu. Vừa mới nói Dương Bách Xuyên là tu sĩ nhỏ không biết trời cao đất rộng, dựa vào đâu đâu mà ăn nói ngông cuồng. Ngay sau đó liên tục xuất hiện thần điểu Phượng Hoàng, thần thú Kỳ Lân, chân long 13 đầu. Bốn thánh chủ đổ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái mét. Ai mà ngờ được Dương Bách Xuyên lại có ba thần thú chứ? Cá Phượng Hoàng lẫn Kỳ Lân đều là thần thú thần điều trong truyền thuyết, là tồn tại mạnh mẽ đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm trong lịch sử tu chân giới. Nhưng bây giờ chúng lại xuất hiện ở Vân Môn tiên cảnh. Điều đáng sợ hơn là chân long, có những 13 con, chân long màu vàng dẫn đầu là kim long năm móng. Đây là loài có huyết mạch cường đại và cao quý nhất trong long tộc. Một giây trước mọi người còn khinh bỉ Dương Bách Xuyên là tu sĩ đại thừa nho nhỏ, dám uy hiếp những nhân vật cấp bậc thánh chủ như bọn họ. Nhưng bây giờ ba chủng tộc thần thú thần điểu xuất hiện, mà xuất hiện tổng cộng 15 con, đủ khiến bốn thánh chủ hoảng sợ trong lòng. Lúc này cứ coi như Dương Bách Xuyên uy hiếp trắng trợn, bốn thánh chủ cũng không dám ho he. Ai bảo tu sĩ đại thừa không thể giết cấp bậc thánh chủ? Có những thần thú này, đừng nói là giết mấy người cấp bậc thánh chủ bọn họ, cho dù là giết thần tiên Dương Bách Xuyên cũng làm được. Không chỉ bốn thánh chủ của thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang, ngay cả bố người Diệu Tiên của Thông Tiên Cung và thánh chủ Đạo Chủng, Hiên Viên Hoàng Đế, thánh chủ mới của Trường Sinh Điện cũng trợn tròn mắt sững sờ, ai nấy đều há to miệng. 15 thần thú xuất hiện, khí thế bức người, toàn bộ Vân Môn tiên cảnh tỏa sáng vạn trượng, tràn đầy an lành. Ba loài thần thú trong truyền thuyết hội tụ một chỗ, rõ ràng là Dương Bách Xuyên cố ý phô bày lực lượng của Vân Môn tiên cảnh cho mọi người thấy. Các tu sĩ đến Vân Môn tiên cảnh dự lễ đều chìm trong chấn động. Nhìn Phượng Hoàng rực lửa trên cây ngô đồng che trời, bầy rồng bay lượn trên bầu trời cất tiếng gầm vang vắng, và thần thú Kỳ Lân ở cửa đại điện Vân Môn, tất cả mọi người đều rơi vào nỗi chấn động sâu sắc. Bởi vì có thần thú thần điểu mà Vân Môn tiên cảnh vượt xa các thánh địa lớn của tu chân giới. Nào, ngay cả Thông Tiên Cung cũng không có một con thần thú. Vậy mà ở Vân Môn người ta, kẻ gác cổng là một con thú vân lôi có thể so với bất kỳ cao thủ phi thăng cảnh nào, ở cửa đại điện lại có một con Kỳ Lân ngồi canh cửa. Tìm khắp tu chân giới cũng không tìm ra thế lực nào mạnh như vậy. Còn nữa, trên quảng trường đại điện Vân Môn xuất hiện 300 đại yêu phi thắng cảnh, hơn 2 vạn yêu tu cấp bậc đại thừa và mấy vạn yêu tu nhân tộc có các cấp bậc khác nhau. Ở tu chân giới, hiện tại tổng số lượng người và yêu của Vân Môn tiên cảnh vào khoảng mấy chục vạn, về mặt số lượng và tu sĩ cấp cao đều không thua kém bất kỳ một thánh địa nào. Thậm chí với sự xuất hiện của những thần thú thần điều này, Vân Môn tiên cảnh còn vượt qua các thánh địa. Lúc này, thực lực mà Vân Môn tiên cảnh thể hiện ra khiến tất cả mọi người chấn động, khiến kẻ địch hoảng sợ. Bốn thánh chủ đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Bọn họ biết với thực hiện tại của Dương Bách Xuyên, cho dù bọn họ mời tiền bối trên đảo Tán Tiên xuống núi cũng e là không dễ đối phó. Điều mấu chốt là mời tiền bối trên đảo Tán Tiên xuống núi không phải chuyện dễ, lại còn không biết khi nào người ta mới xuất hiện. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, bốn đại thánh chủ truyền âm bàn bạc với nhau. Trước khi tiền bối các nhà trên đảo Tán Tiên xuất sơn, bọn họ tuyệt đối không thể đối địch với Dương Bách Xuyên, giả vờ nhịn nhục là con đường duy nhất của bọn họ ở thời điểm hiện tại. Dương Bách Xuyên đứng đó quan sát biểu cảm của tất cả mọi người, cuối cùng híp mắt nhìn bốn thánh chủ thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang, vẻ mặt nghiền ngẫm, bốn vị thánh chủ à, thế lực của Vân Môn chúng ta có lọt vào mắt các ngươi không? Một tu sĩ đại thừa nhỏ bé như ta có thể giết các ngươi không? Bốn thánh chủ phe địch ai nấy đều thay đổi sắc mặt liên tục,
càng lúc càng mất tự nhiên. Bây giờ lại bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm thì càng khó chịu. Nhưng trên đầu có khí tức của 13 chân long phong tỏa, trước cửa đại điện có kỳ lân như hổ rình mồi, bốn phía có mấy trăm đại yêu phi thăng cảnh với yêu khí ngập trời nhìn bọn họ, hòn họ nào dám nói gì. Bốn thánh chủ rơi vào hoàn cảnh vô cùng lúng túng. Lúc này, Diệu Tiên của Thông Thiên Cung đã tỉnh táo lại từ cơn chấn động, vội vàng nói với Dương Bách Xuyên, Dương Đạo Hữu, hôm nay bốn người họ đến đây là để hòa giải với ngươi. Và lại bọn họ còn cố ý tìm ta đến đây, cũng tìm thánh chủ Trường Sinh Điện, Đạo Hữu có thể nể mặt Diệu Tiên của Thông Thiên Cung này không? Diệu Tiên không muốn người tu chân một phương đấu đá nhau, bởi vì nàng ta là cung chủ Thông Thiên Cung, là người dẫn đầu chứng đạo. Nàng ta biết được một số bí mật mà tu sĩ bình thường ở tu chân giới không biết. Nàng ta không muốn người tu chân một phương chém giết lẫn nhau, làm như vậy sẽ chỉ tạo điều kiện cho một số thế lực đen tối lợi dụng sơ hở. Lúc này, Diệu Tiên nhận thấy Dương Bách Xuyên nhìn bốn thánh chủ với vẻ mặt cực kỳ bất thiện, bèn vội vàng lên tiếng. Thấy Diệu Tiên lên tiếng, Dương Bách Xuyên trầm ngâm. Một lúc rồi nói, Diệu Tiên sư tỷ, theo lý thì ta nhất định phải nể mặt ngài, nhưng ngài cũng thấy đấy. Hôm nay là ngày trọng đại, Vân Môn Tiên Cảnh ta chính thức ra mắt tu chân giới, song có một số người hình như cố ý tới gây rối chứ không phải đến dự lễ, hóa giải hiểu lầm. Tuy Dương Bách Xuyên ta chỉ là một tu sĩ đại thừa nhỏ bé, nhưng trong ngày trọng đại hôm nay, ta không sợ bất kỳ kẻ nào. Ai dám quấy rối ta thì ta dám làm cho kẻ đó hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Uy hiếp trắng trợn, lời lẽ không chút khách khí, cực kỳ ngang ngược. Chỉ một câu. Từ hôm nay trở đi, Dương Mỗ này không sợ ai, không sợ bất kỳ một thế lực nào. Dám ra tay gây rối thì ta dám giết người. Bốn đại thánh chủ đều run lên, nghe thấy lời uy hiếp ngùn ngụt sát khí của Dương Bách Xuyên, trong lòng rất giận nhưng bọn họ không dám nói gì. Lực lượng của toàn Vân Môn Tiên Cảnh đang khóa chặt trên người bọn họ, nói không sợ là nói dối. Hơn nữa, thế lực hiện tại của Dương Bách Xuyên quả thật có thể giết bọn họ. Lúc này, bốn người đều mặt nhăn mày nhỏ nhưng không dám nổi giận, cũng vô cùng lúng túng. Diệu Tiên cất lời, Dương Đạo Hữu, đây chỉ là hiểu lầm thôi, dù sao chúng ta đều là người tu chân, không có chuyện gì là không thể nói ra. Hôm nay bốn vị thánh chủ thật sự đến đây để xóa tan hiềm khích lúc trước với Dương Đạo Hữu, cũng đến để chúc mừng Vân Môn Tiên Cảnh. Nói đến đây, Diệu Tiên kéo dài giọng, quay sang hỏi bốn thánh chủ, có đúng không? Bốn vị. Nàng ta nhìn bốn vị thánh chủ của thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, vẻ mặt như muốn nói nếu các ngươi không cúi đầu thì ta mặc kệ. Lúc này bốn người cũng biết tình thế bắt buộc, không thể không cúi đầu, đành lắp bắp nói. Đúng vậy, Dương Đạo Hữu, chúng ta tới chúc mừng Vân Môn Tiên Cảnh thành lập, tu chân giới có thêm một thế lực lớn, là phúc của tu chân giới. Trước đây giữa chúng ta và đạo hữu có chút hiểu lầm, tất cả là do đệ tử thần Phù Linh Tông chúng ta suy nghĩ không thấu đáo, cũng tại bản tôn dạy dỗ môn nhân đệ tử không đến nơi đến chốn, mong Dương đạo hữu rộng lòng bỏ qua. Hy vọng sau này thần Phù Linh Tông chúng ta và Vân Môn Tiên Cảnh cùng tiến cùng lùi, theo đuổi đại đạo. Ta sẵn lòng tặng một vạn linh thạch thượng phẩm để bù đắp lỗi lầm. Thánh chủ của thần Phù Linh Tông là người đầu tiên cúi đầu. Tên họ Dương nào đó nhếch môi cười hớn hở, được, cảm ơn món quà 10 vạn linh thạch thượng phẩm của đạo hữu. Rõ ràng thánh chủ của thần Phù Linh Tông nói là một vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng qua miệng Dương Bách Xuyên lại biến thành 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Trái tim quặn thắt, nhưng thánh chủ của thần Phù Linh Tông biết Dương Bách Xuyên cố ý. Thế nhưng, tình thế ép buộc, hiện tại ông ta không thể trở mặt với Dương Bách Xuyên, chỉ có thể cắn răng nói, được, thần Phù Linh Tông ta tặng 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Chúc Dương đạo hữu và Vân Môn Tiên Cảnh hưng thịnh. Rõ ràng là tên họ Dương nào đó cố ý muốn cắt thịt thánh chủ thần Phù Linh Tông. Nghe thánh chủ thần Phù Linh Tông nói xong, tên họ Dương nào đó cười ha hả, tầm mắt dừng trên người ba thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô. Ba người còn lại đã nhìn rõ tình thế, cũng không keo kiệt mà mỗi người cắn răng bỏ ra 10 vạn linh thạch thượng phẩm làm quà. Ba người bọn họ biết nếu mình cũng nói 1-2 vạn linh thạch, thì tên họ Dương nào đó sẽ thẳng thừng đòi gấp bội, thôi thì dứt khoát chốt luôn. Thoáng cái tên họ Dương nào đó đã bắt chẹt bốn vị thánh chủ 40 vạn linh thạch thượng phẩm, trong lòng vô cùng sung sướng, không nhịn được cười thành tiếng. Ha ha ha, cảm ơn món quà hậu hĩnh của bốn vị.
Các vị mau vào chỗ ngồi đi. Tên họ Dương nào đó mặt dày nói. Trái lại, sắc mặt của bốn thánh chủ thì đã biến thành màu gan heo, nhưng bọn họ có thể làm được gì chứ? Tên họ Dương nào đó cố ý trả thù đấy, trong lòng còn cười gắn, bốn lão già chết tiệt, đòi 40 vạn linh thạch là dễ dãi với các người rồi đấy. Trước kia còn đuổi giết ta, đừng tưởng ta sẽ quên món nợ này. Tên họ Dương nào đó vui như mở cờ trong bụng, có cảm giác nở mày nở mặt, cuối cùng cũng nhận được lãi. Thật ra tận sâu trong lòng hắn cũng không muốn trở mặt với bốn thánh địa lớn ngay bây giờ. Thứ nhất là bởi vì hắn muốn dồn tinh lực vào việc tìm kiếm mấy cô vợ và những người khác thuộc Vân Môn. Thứ hai là tạm thời Vân Môn tiên cảnh vẫn cần thời gian phát triển, mặc dù có nhiều đại yêu nhưng nếu đánh thật thì chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh được vạ má sưng, hắn không muốn như vậy. Mặt khác, mặc dù hắn để cho Tiểu Phượng Hoàng, Nghé Con và Long Tộc do Mai Tỷ chỉ huy biểu diễn, nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ thực lực của những thần thú thần điều này còn lâu mới đạt đến trình độ của thần thú thần điều chân chính. Nói đúng ra thì Tiểu Phượng Hoàng và Nghé Con còn là con non, vẫn cần phải trưởng thành. Mà Mai Tỷ và 12 chân long của nàng tuy đã hóa rồng nhưng lâu nay toàn sống trong không gian bình càn khôn, việc lĩnh ngộ thiên địa và truyền thừa ký ức thiên phú huyết mạch có hạn, cũng cần phải trưởng thành. Nhìn bề ngoài thì Tiểu Phượng Hoàng, Nghé Con và Mai Tỷ là thần thú thần điều, nhưng thật ra thực lực của bọn họ không mạnh như trong tưởng tượng, dọa người còn được chứ nếu đánh thật thì Dương Bách Xuyên không có lòng tin. Vì vậy, Dương Bách Xuyên chỉ bắt chẹt bốn đại thánh chủ 40 vạn linh thạch mà thôi. Bây giờ thấy bốn thánh chủ đã cúi đầu, tên họ Dương nào đó cũng biết chừng mực, hơn nữa vẫn phải nể mặt đám người Diệu Tiên, không tiện làm căng tiếp nữa. Hắn mở lời mời 8 vị thánh chủ vào đại điện ngồi. Tiếp theo là tế bái tổ sư gia. Trước sự chứng kiến của hơn 1.000 người đứng đầu các tông môn lớn nhỏ, Dương Bách Xuyên tuyên bố Vân Môn tiên cảnh chính thức ra mắt tu chân giới. Yến tiệc diễn ra trong 3 ngày. Trong 3 ngày này lại có thêm một số tông môn đến dự, nhưng không nhiều. Thật ra các thế lực tông môn tu chân lớn nhỏ đến dự không tính là nhiều, và lại không có khả năng tất cả các thế lực tông môn ở tu chân giới đều đến, nhưng cộng lại cũng có 1.500 tông môn có lớn có nhỏ, lại thêm 8 thánh địa lớn, như vậy cũng xem như là đã tổ chức một lễ thành lập hoành tráng. 3 ngày sau, các tông môn lần lượt rời đi. Dương Bách Xuyên có lòng kết giao với các anh hùng nên tặng mỗi người một quả linh đào. Tuy chỉ có một quả, nhưng là tinh hoa của bình càn khôn, người ăn linh đào lần đầu ít nhiều gì cũng tăng cảnh giới tu vi. Có thể nói đây là một món quà đáp lễ tuyệt vời. Bởi vì sau này Dương Bách Xuyên muốn nghe ngóng thông tin về mấy cô vợ và đệ tử Vân Môn, cho nên hắn lần lượt kết giao một phen. Đối với các thế lực khác mà nói, hôm nay có thể kết giao với Vân Môn tiên cảnh cũng là có thu hoạch. Không thấy bốn thánh chủ cũng phải cúi đầu trước Dương Bách Xuyên à? Không thấy Vân Môn tiên cảnh người ta có thần thú thần điều cường đại à? Sau ngày hôm đó, danh tiếng của Dương Bách Xuyên và Vân Môn tiên cảnh của hắn truyền khắp tu chân giới, trở thành đề tài hot nhất tu chân giới, nói là nổi tiếng khắp tu chân giới cũng không ngoa. Rất nhiều thế lực không kịp tới dự hoặc không tới dự đều hối hận vì đã bỏ lỡ một cơ hội kết giao với Vân Môn. Tóm lại là danh tiếng của Vân Môn tiên cảnh đã tạo tiếng vang ở tu chân giới. Sau khi Dương Bách Xuyên tiễn từng vị tổng chủ đi, Dương Bách Xuyên trở về đại điện Vân Môn thì thấy bốn người Diệu Tiên của Thông Tiên Cung, Hiên Viên Hoàng Đế, Thánh Chủ Đạo Chủng và Thánh Chủ mới của Trường Sinh Điện vẫn chưa rời đi. Bốn Thánh Chủ khác đã rời khỏi Vân Môn tiên cảnh từ lâu rồi. Dương Bách Xuyên nhìn bốn người trong đại điện, mỉm, cười sai người mang linh tử, linh quả tốt nhất lên. Bốn người này đều thân thiện với mình, tất nhiên hắn cũng muốn kết giao. Hắn cũng biết bốn người họ chưa đi là vì có chuyện cần ở lại. Sau khi ngồi xuống, quả nhiên Diệu Tiên của Thông Tiên Cung nhìn Dương Bách Xuyên và nói ra một câu khiến hắn kinh ngạc. Diệu Tiên nói, Dương Đạo Hữu có biết chuyện về đảo Tán Tiên và ma tộc không? Dương Bách Xuyên đoán những lời Diệu Tiên nói nhất định là có mục đích, hắn cũng thành thật trả lời, chỉ nghe nói chứ không biết rõ. Diệu Tiên gật đầu, thật ra đảo Tán Tiên mới là thế lực siêu việt và cường đại của tu chân giới, đây cũng là nơi mà Tán Tiên hội tụ, nơi này nằm ở trong hư không, nghe đồn đảo Tán Tiên là một phần thất lạc của tiên giới, muốn tiến vào đảo Tán Tiên thì tu vi phải đạt tới phi thăng cảnh. Ở đảo Tán Tiên có rất nhiều Tán Tiên thực lực vượt qua tu chân giới, vô cùng đáng sợ, hơn nữa cửu đại thánh địa đều có người trên đảo Tán Tiên. Đạo Hữu, người giết chết vạn linh thánh mẫu. Còn đắc tội với bốn thánh địa khác,
mặc dù lần này bọn họ nhượng bộ, nhưng chưa chắc đã chịu để yên, ngươi phải cẩn thận tán tiên của ngũ đại thánh địa ở trên đảo, mặc dù bọn họ không thể tùy tiện từ đảo tán tiên xuống đây, nhưng không phải là không thể, một khi tán tiên của ngũ đại thánh địa ra ngoài, lúc đó đạo hữu phải cẩn thận. Sau này cố gắng hết sức tránh xảy ra xung đột với các thánh địa, từ hôm nay trở đi ngươi cũng xem như bước vào hàng ngũ những thế lực đứng đầu của tu chân giới, có một số chuyện cần phải nói cho ngươi biết. Dương Bách Xuyên nghe vậy, biết Diệu Tiên còn có lời muốn nói, hắn mơ hồ cảm giác được, dường như còn có chuyện gì đó, cũng không ngắt lời mà đợi đối phương lên tiếng. Quả nhiên, Diệu Tiên trầm ngâm một lúc rồi nói, thật ra những thánh địa của tu chân giới được gọi là thánh địa bởi vì có trách nhiệm, không phải muốn gọi thánh địa thì gọi, ngoài thực lực và thế lực cường đại ra thì cần phải có người công nhận thì mới được xem là thánh địa. Sự tán thành này là lợi ích, là tài nguyên tu luyện được dâng lên từ rất nhiều môn phái, nhưng không phải lấy không mà cần gánh vác trách nhiệm. Nếu như ngươi đã hủy đi thánh địa Vạn Linh, chưa nói tới ngươi và thánh địa Vạn Linh có ân oán như thế nào, nhưng có một điều mà ngươi nhất định phải nhận, đó chính là trách nhiệm. Đây là phần trách nhiệm mà chính đạo phải gánh vác, giống như ma tộc, ngươi đã từng nghe qua rồi thì ta cũng không nói nhiều nữa, chỉ có thể cho ngươi biết, khi tu chân giới có ma tộc xuất hiện, có giết chóc, thân là một trong những thế lực thánh địa thì bắt buộc phải ra tay. Nghe Diệu Tiên nói vậy, Dương Bách Xuyên ngây ngẩn cả người, còn có kiểu này nữa cơ à? Hắn không nhịn được nói, liên quan gì tới ta? Diệu Tiên bật cười, giống như sớm biết Dương Bách Xuyên sẽ hỏi như vậy, nàng giải thích, nếu như người không muốn lợi ích được các thế lực khác của tu chân giới cống nạp tài nguyên tu luyện, đương nhiên không cần phải quan tâm, người thông minh như vậy, chắc sẽ hiểu những gì ta nói. Lần này thì Dương Bách Xuyên đã hiểu, ý định ban đầu của hắn không phải lợi ích, tu chân giới xuất hiện ma tộc, có tai họa gì hay không hắn cũng chẳng muốn quản. Nhưng khi Diệu Tiên nói lợi ích, nghe thì có vẻ hời hợt nhưng nghĩ kỹ, lực lượng trong này lớn đến mức không thể tưởng tượng. Tài nguyên tu luyện được dâng lên từ toàn bộ thế lực tông môn ở tu chân giới, và rất nhiều quyền lợi ưu tiên, hai câu nói vô cùng đơn giản, Dương Bách Xuyên lại có thể nghĩ tới lợi ích vô cùng khổng lồ. Vân môn tiên cảnh có thể được thành tựu như ngày hôm nay, đều dựa vào việc trong tay có nhiều tài nguyên tu luyện, có ưu thế về hoàn cảnh tu luyện, vậy nên mới có mấy vạn đại yêu, bày ra sự cường thế khi đối mặt với tứ đại thánh địa. Nhưng dù sao thì tài nguyên tu luyện trong tay hắn cũng có hạn, tài nguyên trong bảo khố Thanh Ngưu sớm muộn gì cũng sẽ có ngày dùng hết, nhưng cống phẩm những thế lực nhỏ ở tu chân giới lại không giống, đây là nguồn tài nguyên được duy trì lâu dài. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, nếu đã hưởng thụ những tài nguyên đó thì tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm, giống như ma tộc mà Diệu Tiên nhắc tới. Nếu tu chân giới có tu ma giả hoặc những thứ khác phá hoại tu chân giới xuất hiện, có nguy hiểm, vậy thì những thánh địa được hưởng thụ cống phẩm nhất định phải xông lên đầu tiên. Kỳ thực, mọi việc đều chỉ là tương đối, muốn hưởng thụ thành quả từ tài nguyên của người khác thì phải trả giá. Sau khi Dương Bách Xuyên hiểu rõ những điều này, hắn nói với Diệu Tiên, được, ta chấp nhận, bằng lòng dẫn vân môn tiên cảnh trở thành thế lực bảo hộ hòa bình của tu chân giới, cũng sẽ bảo vệ kẻ yếu, cùng chư vị duy trì tu chân giới phát triển, phồn vinh. Nếu có được tài nguyên tu luyện liên tục, Dương Bách Xuyên có ngu mới không đồng ý, chỉ được cung cấp tài nguyên không ngừng, vân môn tiên cảnh của hắn sẽ có thể tồn tại lâu dài, không ngừng sinh ra cao thủ. Khi vân môn tiên cảnh xuất hiện nhiều cao thủ, đương nhiên có thể bảo vệ truyền thừa vân môn. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã biết vì sao những thánh địa này có thể tồn tại hàng vạn năm, đương nhiên hắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Diệu Tiên cười, được, nếu đã như vậy, hoan nghênh ngươi gia nhập thánh địa, nhưng có một chuyện ta cần phải nói rõ, hưởng thụ phần tài nguyên này thì cần phải trả giá, đạo lý này ngươi hiểu rõ rồi chứ? Dương Bách Xuyên gật đầu, đó là chuyện đương nhiên, Dương Bách Xuyên ta cũng không phải kẻ xin đồ bố thí. Như vậy là tốt. Thông Tiên Cung ta được tôn là thánh địa đứng đầu trong cửu đại thánh địa. Diệu Tiên bắt đầu nói. Dương Bách Xuyên không ngắt lời mà lắng nghe kỹ càng, Diệu Tiên nói rất nhiều như vậy là để cho Dương Bách Xuyên biết, Thông Tiên Cung vẫn là người có quyền lên tiếng nhất, trên tiên giới và đảo tán tiên đều có thế lực cường đại, bọn họ cũng được hưởng những lợi ích từ cống nạp, một khi bất cứ động tĩnh nào, Thông Tiên Cung sẽ tập hợp mọi người để đánh chiến, Dương Bách Xuyên phải nghe, nếu không sẽ không thành. Lần này Dương Bách Xuyên biểu thị đã hiểu, một đám người, dù sao thì vẫn cần một thủ lĩnh,
nếu làm gì cũng không có quy tắc thì chẳng phải sẽ loạn hay sao? Từ xưa đến nay, tu chân giới vẫn luôn là thế lực lãnh đạo tu chân giới, người khác tôn kính, Dương Bách Xuyên đương nhiên cũng sẽ kính trọng, hơn nữa lần trước Diệu Tiên cũng từng giúp hắn, lại là tông môn của tiểu sư tỷ Tử Hà, hắn không có lý do gì để phản đối, nên bảo vệ thì đúng hơn. Dương Bách Xuyên không hứng thú với chuyện tranh quyền đoạt lợi, hắn chỉ quan tâm tới việc nhà, hơn nữa Thông Tiên Cung đã phát lệnh chỉ cần ra tay khi tu chân giới có ma tộc xuất hiện, tranh đấu giữa các tông môn hắn sẽ không tham gia. Cho nên Dương Bách Xuyên tỏ thái độ kiên quyết bảo vệ quyền lên tiếng của Thông Tiên Cung, Diệu Tiên vô cùng vui vẻ, sau đó cười nói với Dương Bách Xuyên, đây là thánh tiên lệnh, sau khi luyện hóa, chỉ cần một ý niệm là có thể đến thánh tiên bí cảnh. Thánh tiên bí cảnh là nơi được lưu truyền từ thời đại thượng cổ, không gian này do các tiền bối của cửu đại thánh địa cùng nhau luyện chế, mọi người sẽ giao lưu trao đổi ở đây. Không gian này được mở ra để đánh dẹp ma tộc và những ngoại tộc khác, mặc dù không phải là nơi bảo bối quý hiếm gì, nhưng có ghi lại lịch sử của rất nhiều tiểu thế giới trong tu chân giới, đi tới đâu cũng có thể nắm được bản đồ tu chân giới, la bàn của nhiều người cũng được ghi chép từ đây. Mỗi lần các đại thánh địa tụ hợp với nhau để bàn việc đều ở trong bí cảnh thánh tiên, nơi này có thể quan sát tình hình của ma tộc và ngoại tộc, sau khi luyện hóa thánh tiên lệnh, nếu như tu chân giới xảy ra chuyện thì ta sẽ triệu hoán, ngươi chỉ cần một ý nghĩ là có thể tiến vào bên trong. Đợi Diệu Tiên nói xong, Dương Bách Xuyên mới hiểu được nguồn gốc của bí cảnh thánh tiên, hóa ra cửu đại thánh địa đều có lai lịch, theo như những gì Diệu Tiên nói thì ở thời thượng cổ, ma tộc ngang ngược, tu chân giả yếu thế. Vì để chống lại ma tộc nên những tiền bối của cửu đại thánh địa đã bắt tay nhau luyện chế ra bí cảnh thánh tiên. Thật ra đây chính là một nơi để họp vấn đề, nhưng trong bí cảnh thánh tiên này lại có ghi chép bản đồ của cả tu chân giới, nơi này giống như một phòng giám sát, có ma tộc hoặc ngoại tộc xuất hiện thì bên trong bí cảnh có thể nhìn thấy được, tới lúc đó Thông Tiên Cung sẽ triệu tập mọi người. Đương nhiên toàn bộ bí cảnh thánh tiên cũng không đơn giản chỉ để giám sát, tu chân giới bao la biển rộng. Vô số những tiểu thế giới đều có ghi chép, nơi này chính là một la bàn tinh hải hoàn chỉnh, ghi bản đồ này vào la bàn tinh hải của bản thân thì sẽ không bị lạc khi ngao du ở tu chân giới. Điều quan trọng nhất là, trong bản đồ này cũng sẽ ghi chép lại nơi có tài nguyên phong phú nhất, cần tìm tư liệu tu luyện gì cũng sẽ có vị trí. Đây mới là nơi quý báu nhất. Sau khi Dương Bách Xuyên hiểu được những điều này, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn còn đang nghĩ sau này làm sao để trở lại sơn hải giới và trái đất, bây giờ có bí cảnh thánh tiên có thể quan sát cả tu chân giới, có vấn đề gì mà không thể giải quyết được, hơn nữa còn có ích rất lớn để hắn tìm người Vân Môn và những nữ nhân của mình. Diệu Tiên đưa qua một khối lệnh bài hình thoi, Dương Bách Xuyên trịnh trọng nói, đa tạ Diệu Tiên sư tỷ. Cầm thánh tiên lệnh trong tay, Dương Bách Xuyên mới phát hiện thứ đồ chơi này là một lực lượng liên thành không biết tên nào đó, không phải vật liệu thực chất. Chỉ trong chốc lát, thần hồn chi hỏa luyện hóa tiên lệnh thành một luồng sáng rồi tiến vào mi tâm hắn, hắn lập tức có thể cảm giác được nó xuất hiện ở một nơi nào đó không rõ, chỉ cần nghĩ đến là sẽ có thể đi vào bất cứ lúc nào. Hiện tại vẫn còn đang nói chuyện với Diệu Tiên, Dương Bách Xuyên nhìn xuống không tiến vào xem thử. Ngươi không cần cảm ơn, sau này ngươi phải vất vả nhiều rồi, có phải ngươi đã tiêu diệt Thái Huyền Tông, thả ra một ma hồn chân ma? Đợi khi phát hiện cha ma hồn này, ngươi sẽ phải là người xung phong đi giải quyết, dù sao thì cũng là do ngươi gây ra. Diệu Tiên cười dịu dàng, một câu đã vạch trần chuyện Dương Bách Xuyên hủy diệt Thái Huyền Tông. Dương Bách Xuyên ngẩn người, hắn trả lời theo bản năng, sao ngươi lại biết? Lẽ nào bí cảnh thánh thiên còn quan sát được người tu chân giới? Diệu Tiên cười ha ha nhìn Dương Bách Xuyên, nếu như bí cảnh thánh thiên thần kỳ như vậy thì tốt rồi. Ở trong bí cảnh chỉ phát hiện ra ma khí, có ma khí thì sẽ có thể biết được nơi đó xuất hiện ma tộc. Khi chúng ta phát hiện Thái Huyền Tông có ma khí, đi điều tra mới biết Thái Huyền Tông đã bị hủy. Sau đó tìm đọc lịch sử mới biết Thái Huyền Tông đã trấn áp một hồn chân ma, hơn nữa ngoại trừ ma khí thì còn có vô số hơi thể để lại của yêu tu. Cả cái tu chân giới này cũng chỉ có ngươi có nghìn vạn thuộc hạ là yêu tu, thế nên ta ngươi là người đã thả hồn chân ma. Dương Bách Xuyên nghe xong thì mới thả lỏng, chỉ cần không bị giám thị là tốt rồi, nếu bị quan sát mọi lúc mọi nơi, vậy thì không ổn rồi. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, Diệu Tiên sư tỷ, quả thật là có hồn chân ma, nhưng không phải do ta thả, mà là... Dương Bách Xuyên kể lại cho Diệu Tiên, thánh chủ đao chủng,
Hoàng đế Hiên Viên nghe chuyện lão tổ Thái Huyền Tông bắt những tu sĩ cấp thấp tới từ thế giới nhỏ để xây dựng ma đàn, thả ma hồn chân ma. Đương nhiên hắn không hề nhắc tới chuyện mình bảo chuột vương đào hang tới thành Ngân Hà, đây là con át chủ bài trong tay hắn, không thể nói cho bất cứ ai. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong chuyện ma hồn chân ma Vu Minh Tuyền và Thái Huyền Tông cho Diệu Tiên, Hoàng đế Hiên Viên, Thánh chủ Đao Trùng và Thánh chủ mới của Điện Trường Sinh Tề Đào Thanh nghe, vẻ mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Sau khi hỏi Dương Bách Xuyên một số vấn đề liên quan tới Ma Đàn và Thái Huyền Tông, Diệu Tiên nói, Dương Đạo Hữu nhớ kỹ, ma tộc rất mang thù, ma đầu kia bị ngươi làm trọng thương, chắc chắn sẽ ghi thù, nếu hắn tới tìm ngươi báo thù thì phải lập tức vào trong bí cảnh Thánh Tiên rồi liên hệ với ta, mọi người sẽ cùng nhau đối phó. Tu ma giả ẩn giấu hàng nghìn năm ở tu chân giới mà không lộ mặt, xem ra không hoàn toàn biến mất mà mưu đồ bí mật trong bóng tối, dùng hơn 3.000 năm, huyết tế mấy chục vạn tu sĩ để xây dựng ma đàn, phá bỏ phong ấn chân áp ma hồn chân ma, sợ là tương lai tu chân giới không yên bình nữa rồi. Thái Huyền Tông cũng xem như tông môn đứng đầu tu chân giới, không ngờ lại là tu ma giả, quả thật là đáng sợ, ở tu chân giới này không biết còn bao nhiêu tu ma giả đội lốt tu chân giả. Sợ là chúng ta phải kiểm tra cẩn thận các thế lực lớn nhỏ trong tinh cương của mình. Lời nói của Diệu Tiên tràn đầy lo lắng, sức phá hủy của tu ma giả mạnh như thế nào, những thánh địa lâu năm như bọn họ biết rất rõ. Hoàng đế Hiên Viên trầm giọng nói, nếu chỉ là tu ma giả thì đơn giản, bản tôn lo lắng là những tu ma giả này phát hiện ra bao nhiêu chỗ phong ấn ma hồn. Những nơi này, cho dù là chúng ta thì cũng không biết được, Thái Huyền Tông có thể phát hiện ra. Đồng thời còn âm thầm huyết tế, thả ra một ma hồn, vậy thì, tu chân giới rộng lớn như vậy, có bao nhiêu tu ma giả phát hiện được bao nhiêu nơi trấn áp ma hồn đây? Thánh chủ Đao Trùng cũng trầm giọng nói, đúng vậy, theo như những gì Dương Đạo Hữu nói, đã có một hồn chân ma được thả chạy trốn ra ngoài, đến lúc đó ma hồn chạy thoát kia sẽ tìm được những ma hồn khác bị trấn áp, một khi chân ma kia kêu gọi tu ma giả đi phá vỡ phong ấn, tới khi đó, thiên tai của tu chân giới sẽ giáng xuống. Trong lịch sử, mỗi lần đại ma đầu xuất hiện, máu chảy vạn dặm, sinh linh đồ thán, lần này một ma hồn chạy thoát ra ngoài, lúc đó chúng ta nên đối phó như thế nào đây? Giữa bầu không khí như ngưng trọng, Diệu Tiên nhìn mọi người có chút tiêu cực, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói, mọi người không nên lo lắng quá, chúng ta không sợ đối phó với tu ma giả, hơn nữa bọn họ cũng không dám trắng trợn xuất hiện, còn về ma hồn được thả ra kia, ta sẽ liên hệ với người trên đảo Tán Tiên. Chưa chắc là tu chân giới có nhiều ma hồn, huống chi nếu đảo Tán Tiên không được thì mời người thượng giới tới, mà trước mắt mới chỉ có một manh mối xuất hiện. Thái Huyền Tông âm thầm làm việc, chân ma chạy thoát cũng đã bị Dương Bách Xuyên đánh trọng thương, có lẽ trong thời gian hắn sẽ không dám xuất hiện, điều quan trọng nhất hiện tại là quét sạch tông môn tu chân trong tinh cương của mình, xem rốt cuộc có tu ma giả ngụy trang thành tu chân giả hay không. Mặt khác, liên hệ với các tiền bối ở đảo Tán Tiên. Tới lúc đó, cho dù thật sự có ma đầu xuất hiện thì cũng sẽ có thời gian đối phó. Dứt lời, Diệu Tiên dừng một lúc rồi nhìn về phía Dương Bách Xuyên, Dương Đạo Hữu, sự việc quan trọng, xin tạm thời gác lại ân oán giữa ngươi và các thánh địa khác, ta sẽ đi thông báo cho Thiên Kiếm Sơn, Thần Phú Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang và U Linh Chi Đô để bọn bỏ an phận. Có lẽ họ cũng không dám tìm tới ngươi để gây phiền phức, ngươi hủy đi thánh địa Vạn Linh. Hiện tại đã thay thế Vạn Linh để trở thành một thành viên thống lĩnh, chuyện thanh trừng tu ma giả trong địa cương của thánh địa Vạn Linh, ta sao lại cho Vân Môn Tiên Cảnh. Đương nhiên tài nguyên thượng cống của các tông môn trong thánh địa Vạn Linh cũng sẽ thuộc về Vân Môn Tiên Cảnh, chuyện này ngươi yên tâm, sẽ không ai dám làm trái, quan trọng nhất là ma tộc, ngươi thấy thế nào? Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, đương nhiên không thành vấn đề, sau khi hắn diệt thánh địa Vạn Linh, địa bàn thuộc về hắn. Tài nguyên cũng thuộc về Vân Môn Tiên Cảnh quét sạch ma tộc, tất nhiên sẽ quét sạch ma tộc. Được, không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên sảng khoái đồng ý, dù sao thuộc hạ của hắn nhiều, cũng cần phải rời núi để rèn luyện. Hôm nay xem như thống lĩnh lãnh thổ của Thánh Địa Vạn Linh hợp pháp, cũng không xảy ra xích mích. Hơn nữa hồn chân ma Vu Minh Tuyền nhất định sẽ tìm hắn. Hắn đã chọc tới ma tộc, quét sạch tu ma giả là điều không thể thoái thác. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trở về tinh cương của mình chuẩn bị quét sạch ma tộc. Diệu Tiên nói. Chấm. Vốn dĩ, Dương Bách Xuyên còn đang muốn cảm tạ các phi thánh chủ vì lần trước đã tặng pháp bảo, đan dược khi hắn độ kiếp,
sau khi ma tộc xuất thế, ai nấy đều vội vã rời đi. Cuối cùng hắn cũng bắt đầu tìm kiếm người Vân Môn và những nữ nhân của mình. Triệu hoán tứ đại yêu tới điện, Dương Bách Xuyên hạ lệnh cho Tử Hoàng và Thanh Ngưu dẫn theo một đội yêu binh yêu tướng tới lãnh đổ thánh địa Vạn Linh để tiếp quản địa bàn, quan trọng nhất là quét sạch ma tộc. Để Chuột Vương và Khổng Vương dẫn yêu tu tới các tinh cương tìm người, dù sao thì Chuột Vương đã mở thông những thông đạo dưới lòng đất tới mỗi tinh cương, việc tìm người sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bản thân hắn cũng chuẩn bị xuất phát, không thể ngồi yên chờ đợi. Hiện tại Vân Môn tiên cảnh đã trụ vững, hơn còn nổi bật ở cả tu chân giới, các thánh chủ đối địch vừa công nhận, vừa khiếp sợ, tạm thời sẽ không có kẻ nào dám tìm hắn gây phiền phức, hắn không sợ đi lại ở tu chân giới. Nhiệm vụ đầu tiên hắn giao cho đệ tử của Vân Môn tiên cảnh là giao cho bọn họ bức vẽ chân dung của người trong Vân Môn và những nữ nhân của mình, tìm kiếm bọn họ, tản ra tìm kiếm. Hiện tại đã giải quyết thế lực của thánh địa là kẻ địch, ít nhất thì bên ngoài họ sẽ không gây phiền phức cho đệ tử Vân Môn, mấy chục vạn người và yêu bắt đầu đi tìm kiếm, hắn tin là sẽ có kết quả. Dương Bách Xuyên cũng không có ý định ngồi chờ, hắn chuẩn bị đi tìm thử, nữ nhân của hắn đến tu chân giới thì bị Thái Huyền Tông bắt, mất tin tức, trong lòng hắn thật sự rất lo lắng. Chấm. Ngày hôm sau, khi chuẩn bị rời khỏi dãy núi Vân Lôi, Chuột Vương vội vàng chạy tới tìm hắn. Thánh chủ, có tin tức rồi, có tin rồi. Bên ngoài đại điện, Chuột Vương hô lớn chạy tới. Dương Bách Xuyên ngồi thẳng người, lúc này Chuột Vương nói có tin tức, đương nhiên chỉ có thể là tin liên quan tới nữ nhân và những người khác của Vân Môn. Giây sau, Chuột Vương chạy vào trong đại điện, Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi, tình huống thế nào, mau nói. Thánh chủ, căn cứ theo thông tin của một binh sĩ tộc Chuột Ngũ Hành, ở một tử lâu của Tinh Cương Hiên Viên cách 900 dặm báo cáo, tử lâu ở thành Hồng Diệp có một ông chủ rất giống với người tên Lý Đại Nghị, sau khi phát hiện đã lập tức truyền tin qua bí pháp, ta không dám chậm trễ nên vội vàng xin chỉ thị của thánh chủ. Chuột Vương thở hổn hển nói, thực ra ông cũng thở phào nhẹ nhõm, thân là người đứng đầu tình báo dưới quyền thánh chủ, Chuột Vương biết rõ thánh chủ quan tâm đến người dân Vân Môn ở Sơn Hải giới như thế nào. Từ khi đi theo Dương Bách Xuyên đi ra khỏi Thái Hoang, sau khi tới tu chân giới, Dương Bách Xuyên vẫn luôn nhấn mạnh để lão phụ trách đào địa đạo, sau đó thậm chí còn di chuyển toàn bộ tộc Chuột Ngũ Hành ra khỏi Thái Hoang, trú lại Vân Lôi tiên cảnh, mất hàng trăm năm mới đào được các kênh mạng lưới ngầm giữa cửu đại tinh cương. Hắn làm mọi thứ đều là để thuận tiện tìm kiếm mấy người Sơn Hải giới, chủ mẫu và những người khác của Vân Môn. Chuột Vương biết thánh chủ Dương Bách Xuyên quan tâm tới tình thân nhất, tuy rằng không thúc giục, nhưng lão cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Dương Bách Xuyên với những chủ mẫu. Điều này vô hình làm cho Chuột Vương có áp lực rất lớn, hôm nay có tin tức truyền đến, Chuột Vương cuối cùng cũng thở phào một hơi, xem như là có câu trả lời cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vừa nghe liền đứng bật dậy, tin tức chuẩn xác không? Hồi bẩm thánh chủ có bức họa hẳn là không sai được, chính là người tên Lý Đại Nghị. Đại Nghị. Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm. Lý Đại Nghị là huynh đệ lúc ban sơ của hắn, hắn và huynh đệ Lưu Thích Kỳ cùng nhau dốc sức làm ở trái đất, sau khi gia nhập Vân Môn, Dương Bách Xuyên cũng chưa bao giờ xem hắn như người ngoài. Hiện tại nghe được tin của Lý Đại Nghị, trong lòng Dương Bách Xuyên rất kích động, hắn để Chuột Vương dẫn đường, hai người từ đi qua thông đạo ngầm của Vân Môn tiên cảnh trực tiếp chạy tới thành Hồng Diệp cách đó 900 vạn dặm. Nếu Lý Đại Nghị xuất hiện đồng nghĩa với những người khác cũng sẽ có tin tức theo, không chừng bọn họ có thể ở cùng với Lý Đại Nghị. Tóm lại có thể tìm được một người dù sao cũng là tin tức tốt. Vừa đi vừa hỏi thăm tình huống của Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên nghe xong thì dở khóc dở cười. Dựa theo tin tức của thuộc hạ Chuột Vương truyền tới, hiện tại Lý Đại Nghị là ông chủ thứ hai của một tử lâu ở thành Hồng Diệp, nói chính xác là được con gái của ông chủ xem trọng. Mặc dù khoảng cách 900 vạn dặm đối với Dương Bách Xuyên và Chuột Vương mà nói cũng không tính là gần, hơn nữa hai người còn đi trong thông đạo ngầm dưới lòng đất nên tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên vốn muốn đến đó trước bằng truyền tống trận, nhưng bây giờ hắn vừa mới lập Vân Môn tiên cảnh, rất nhiều tu sĩ đã nhìn thấy hắn, còn có rất nhiều thế lực thù địch khác. Dương Bách Xuyên sợ tin tức về chuyến đi của hắn bị lộ, để mọi người biết được, hắn thì không phải lo. Chỉ sợ những thế lực thù địch kia sẽ làm hại Lý Đại Nghị.
Vì vậy khi tìm kiếm mấy người phụ nữ kia và một số người khác ở Vân Môn, hắn đã dặn dò những đệ tử yêu tu của Vân Môn tiên cảnh phải bí mật thực hiện, tuyệt đối không thể để người khác biết bọn họ đang tìm người. Cho nên mới chọn đi bằng thông đạo ngầm. Dương Bách Xuyên rất cẩn thận trong việc tìm kiếm mấy người phụ nữ kia và một số người khác ở Vân Môn, mặc dù bên ngoài thì bốn thánh địa lớn là núi Thiên Kiếm, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô lớn đã nhượng bộ. Nhưng Dương Bách Xuyên biết những thánh địa này đều có người ở đảo Tán Tiên, bọn họ chỉ tạm thời nhượng bộ không có nghĩa là phía sau sẽ không ngán chân hắn. Bọn họ không dám đối phó với hắn, nhưng nếu để mấy kẻ thù lớn biết được chuyện của người ở Vân Môn Sơn Hải Giới, nói không chừng sẽ ra tay giết họ. Cho dù lần này phái thuộc hạ đi tìm người với quy mô lớn, nhưng Dương Bách Xuyên cũng bảo bọn họ giả vờ sử dụng danh nghĩa diệt trừ yêu ma. Không được nhắc đến mục đích thật sự là tìm người một chữ nào. Để thận trọng, Dương Bách Xuyên còn đi bằng thông đạo ngầm. Qua 10 ngày, hắn và Chuột Vương đã đi được 300.000 dặm, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Nhưng hôm nay cũng có tin tức truyền đến, thuộc hạ của Chuột Vương tìm được một ông lão, dựa theo miêu tả, Dương Bách Xuyên xác định ông lão này chính là Lão Phương. Là một luyện đan sư của Vân Môn ở trái đất và Sơn Hải Giới. Ông ấy đang ở trong một trấn nhỏ cách bọn họ khoảng ngàn dặm. Sau khi Dương Bách Xuyên biết được tin tức liền quyết định đi xem thử, dù sao thì cũng thuận đường, hơn nữa ngàn dặm cũng không xa mấy, nếu thật sự là Lão Phương thì hắn muốn đến gặp ông ấy rồi mới đi tìm Lý Đại Nghị. Hơn nữa dựa theo tin tức của thuộc hạ Chuột Vương thu được thì khi tìm thấy Lão Phương, ông ấy đang sống một cuộc sống vô cùng thảm. Mặc dù Chuột Ngũ Hành cũng chính là thuộc hạ của Chuột Vương không chắc đó rốt cuộc có phải là Lão Phương không, nhưng Dương Bách Xuyên cơ bản có thể xác định đó chính là Lão Phương, hắn không dám chậm trễ, trực tiếp lao ra khỏi lòng đất, bay đi cùng Chuột Vương. Bây giờ khoảng cách ngàn dặm đối với Dương Bách Xuyên và Chuột Vương mà nói, chỉ cần một hơi thở thôi là có thể đến rồi. Chấm. Trấn Phong Lôi là một trấn nhỏ thuộc Thiên Kiếm Tinh Cương, chịu sự quản lý của Thánh Địa núi Thiên Kiếm. Nằm bên trong núi và thường xuyên có tu sĩ qua lại. Theo tin tức thuộc hạ của Chuột Vương truyền đến thì Lão Phương đang ở trong trấn Phong Lôi. Sau khi Dương Bách Xuyên và Chuột Vương đến trấn Phong Lôi, trực tiếp đến trước cửa một tửu lâu. Vừa mới đáp xuống đất đã có một con chuột ngũ hành chạy tới, chuột ngũ hành biến thành hình người, trông không khác gì người bình thường. Thuộc hạ là chuột lông vàng, bái kiến thánh chủ, bái kiến Chuột Vương. Chuột ngũ hành có tu vi độ kiếp này cung kính hành lễ với Dương Bách Xuyên và Chuột Vương. Dương Bách Xuyên nói thẳng, không cần đa lễ, nói tin tức mà ngươi đang giữ đi. Chuột lông vàng nhanh chóng nói, khởi bẩm thánh chủ, thuộc hạ cũng là vô tình tìm thấy trấn Phong Lôi, sáng nay nhìn thấy trên trấn có một đội ngũ áp giải một nhóm người đi ngang qua, nghe nói là tù nhân, lúc đó thuộc hạ nhìn thấy trong số những tù nhân đó có một người cực kỳ giống ông lão tên là Lão Phương trong bức họa của thánh chủ đưa cho. Thuộc hạ lập tức lấy bức họa ra so sánh thử, giống đến 8-9 phần, có điều người này trên người đầy vết thương, đầu tóc rối tung, hơn nữa trong xe chở tù nhân có lính gác chuyên nghiệp nên thuộc hạ không dám đến gần xác nhận, mới truyền tin cho Chuột Vương đại nhân. Nghe vậy Dương Bách Xuyên không nhịn được ngắt lời, có lưu lại trên đá ảnh tượng không? Có, thuộc hạ có lưu lại trên đá ảnh tượng, chuột lông vàng vội vàng lấy một viên đá ảnh tượng ra giao cho Dương Bách Xuyên. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.